Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 631. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là trong nửa tháng 10 ngày này, đối phương cũng không có nhiều tiến bộ. Đã đến lúc nên tới Cao Gia một chuyến, 5 ngày chuyên tâm tu luyện đã làm chậm trễ thời gian, phải tranh thủ qua đó mới được. Vào lúc này, trên sàn diễn võ của Cao Gia ở thành Mạc Vân vô cùng náo nhiệt. Hơn 20 nhân tài trẻ tuổi đến từ các tông môn khác nhau ở Đại Tần Đế Quốc đều tụ họp về đây. Ngoại trừ tứ đại siêu nhiên tông môn và Tần Thiên Học Phủ, những tông môn nhỏ hơn khác đều phái đệ tử ưu tú nội môn của mình đến. Trong đó có vài người tỏ ra rất kiêu ngạo, tự cao tự đại, không thèm nể mặt các đệ tử nội môn, trừ đệ tử của các siêu nhiên tông môn. Họ lạnh lùng nhìn, thậm chí không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt. Không cần phải nói nhiều. Những người đó đương nhiên là đệ tử của Hỗn Nguyên Môn, Ma Nguyệt Sơn Trang, Huyền Thiên Tông hoặc Tần Thiên Học Phủ. Tất cả họ đều là nhân tài ngoại môn, nhưng ở trong mắt họ, dù là đệ tử nội môn ưu tú của các tông môn khác cũng không có gì hơn người. Gia chủ Cao Gia, Cao Dương Vũ ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng đã có cân nhắc. Có lẽ đệ tử ngoại tông của tứ đại tông môn có tiềm năng cao hơn. Nhưng so với các đệ tử nội tông ưu tú của những tông môn còn lại cũng không có chênh lệch lớn lắm. Người đã đến gần đủ rồi, vậy ta sẽ nói vài lời nhé. Cao Dương Vũ cười nói tiếp, sáng sớm ngày mai, các dược đồng của Cao Gia sẽ vào rừng già huyết cốt. Ta không cần phải nói thêm về sự nguy hiểm của rừng già huyết cốt, vậy nên ngoại trừ đội hộ vệ của Cao Gia, ta cần chọn thêm 8 đệ tử ưu tú của tông môn. Trừ phần thưởng do tông môn ban thưởng, sau khi xong việc. Cao mỗ ta đây cũng sẽ không keo kiệt. Ta sẽ thưởng cho mỗi người 90 viên đại huyền đan và 2.000 viên linh ngọc nhất phẩm. Ông ta nói ra những lời này khiến các nhân tài tông môn ở đây đều sáng rực hai mắt, kể cả nhân tài của tứ đại tông môn cũng tỏ ra rất hứng thú. Họ đến đây vì đã nhận nhiệm vụ của tông môn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ được nhận thưởng hậu hĩnh. Gia chủ Cao Gia còn cho thêm một phần thưởng khác. Mà phần thưởng này có sức hấp dẫn không hề nhỏ. Nghe đồn Cao Gia có mối liên hệ chặt chẽ với rất nhiều thương hội ở Đại Tần Đế Quốc, bây giờ xem ra tin đồn này không phải giả, nếu không thì họ không thể có tài lực như thế. Chắc hẳn người giao nhiệm vụ lần này là một thương hội lớn nào đó. Gia chủ Cao, đây quả là một phần thưởng lớn, chẳng qua không biết chúng ta có gần 30 người, ông sẽ chọn ra 8 người cuối cùng bằng cách nào? Người hỏi là Hạ Đằng Phi. Nhân tài của Hỗn Nguyên Môn, tu vi huyền võ tầng 4 đỉnh phong. Hắn ta có thân hình cao to vạm vỡ, trình độ tu luyện long tượng chiến thể quyết cao siêu khiến hắn ta hừng hực khí huyết như lửa, rồi rào tinh lực, trong mắt luôn là vẻ sắc bén tùy ý. Rất đơn giản. Chương 632. Gia chủ Cao Gia vươn tay chỉ vào sàn diễn võ, diện tích của sàn diễn võ dư sức chứa 100 người, không có quy tắc nào cả. Các vị cứ hỗn chiến với nhau. Ai mạnh ai yếu, lão phu liếc mắt là biết ngay, 8 người còn đứng được cuối cùng sẽ là những người được chọn. Nghe vậy, Hạ Đằng Phi không nhịn được nhếch môi, hỗn chiến à. Cũng đỡ phiền, cách của gia chủ Cao hay lắm, nhưng quyền cước không có mắt, lát nữa kiểu gì cũng sẽ làm các vị bị thương, Hạ Mỗ xin phép nói lời xin lỗi trước. Đúng là một kẻ ngông cuồng, nhưng Hạ Đằng Phi cũng không phải hạng người vô danh, hắn ta đã có danh tiếng từ lâu. Nghe nói hắn ta đã tu luyện long tượng chiến thể quyết đến tầng 4, sức mạnh của một cú đấm khoảng chừng 50.000 cân, khá là đáng sợ. Hỗn chiến cũng rất thích hợp để hắn ta thể hiện lợi thế chiến thể long tượng của mình. Hạ Đằng Phi mặc dù không phải kẻ vô danh, nhưng ngông cuồng đến mức này thì cũng khiến cho không ít người nhìn mà ngứa mắt. Tần Thiên Học Phủ Lâm Lam cười lạnh một tiếng, cuồng mãng thương pháp của Tần Thiên Học Phủ ta mở rộng được cũng thu lại được, cực kỳ phù hợp khi hỗn chiến. Lâm Lam không chỉ là nhân tài trong Tần Thiên Học Phủ mà bản thân hắn cũng là con dòng chính của tông tộc Lâm Thị. Với hai thân phận này đã đủ khiến cho mắt của hắn luôn cao hơn đầu, rất ít khi chịu phục một ai. Ý trong lời nói đầy gay gắt, rõ ràng là nhằm vào Hạ Đăng Phi. Lời nói của cả hai vừa dứt, những nhân tài ngoại môn của Huyền Thiên Tông và Ma Nguyệt Sơn Trang đều lần lượt bày tỏ thái độ. So tài đồng trang lứa với nhau. Đệ tử của 4 đại tông môn đều giữ lòng kiêu ngạo của mình cho nên không ai chịu nhường ai. Những đệ tử tông môn còn lại, mặc dù đều là nhân tài nội môn của tông môn mình nhưng ở trước mặt các đệ tử ngoại môn của tứ đại tông môn thì cũng chẳng có mấy tự tin.
May là số người đến từ tứ đại tông môn không quá nhiều, ít nhất vẫn còn cơ hội để giành được một suất trong 8 nhiệm vụ kia. Cao Dương Vũ trầm giọng nói, nếu như chư vị không có ý kiến gì, vậy thì cuộc thi giành suất nhận nhiệm vụ bắt đầu thôi. Đến Hạ Đằng Phi và Lâm Lam đều không có ý kiến gì, thì những người khác đương nhiên cũng sẽ chẳng có gì muốn nói. Được, vậy tại Hạ tuyên bố. Đợi một chút. Nhưng đúng vào lúc Cao Dương Vũ định tuyên bố bắt đầu thì bên ngoài diễn võ trường truyền đến một âm thanh trong trẻo. Tất cả mọi người vội vàng tìm theo hướng âm thanh mà nhìn qua, không khỏi đều khẽ nhíu mày, rõ vẻ quái lạ. Cao Dương Vũ cũng thấy ngạc nhiên hết sức, người đến chẳng qua chỉ có tu vi huyền võ tầng thứ 3 sơ kỳ, lưng đeo kiếm hạp, dáng vẻ tùy ý tiến vào. Trên người mặc đồng phục của Lăng Tiêu Kiếm Các, một thân áo sam xanh, bước đi tử tốn. Người nọ đương nhiên là Lâm Nhất, hắn vốn dĩ đã kịp đến Mạc Vân Thành từ sớm, nhưng do vất vả tu luyện Tử Diên kiếm quyết nên mới để lỡ mất thời gian. Đợi khi đến nơi, nhìn thấy đệ tử các tông môn đã tập trung đông đủ thì không khỏi ngắt lời đối phương. Xin lỗi, tại hạ là Lâm Nhất của Lăng Tiêu Kiếm Các, hôm nay đến trễ nên đã mạo phạm các vị. Lâm Nhất chắp tay hành lễ bày tỏ ý xin lỗi. Trong lòng Cao Dương Vũ câm nín. Lăng Tiêu Kiếm Các này làm sao thế, không nói người này tu vi thấp kém, lại còn thẳng thừng chặn hỏng ông ta. Ấn tượng với Lâm Nhất bỗng chốc trở nên không tốt. Tất cả những anh tài ngoại tổng của tứ đại tông môn, có người nào mà không phải là huyền võ tầng thứ 4 trở lên, những đệ tử của tông môn khác cũng có không ít người là cảnh giới huyền võ tầng thứ 5. Dừng ra huyết cốt đâu phải trò chơi, dọc đường đi đều có rất nhiều yêu thú huyền võ tầng thứ 4 trở lên xuất hiện. Một người cảnh giới huyền võ tầng thứ 3 chạy đến đây làm hộ vệ. Chương 633. Sợ là đến giữ mạng mình còn khó. Dù gì cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các, ông ta cũng không dám đắc tội thẳng mặt, khẽ gượng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, người đã đến muộn, cuộc thi đấu của chúng ta đã sắp bắt đầu rồi. Đệ tử ngoại tông của Lăng Tiêu Kiếm Các hết người rồi à? Nhiệm vụ của rừng già huyết cốt mà lại phái một kẻ ăn hại cảnh giới huyền võ tầng thứ 3 đến, là khinh thường nhà họ Cao ở Mạc Vân Thành hay là khinh thường chư vị đồng đạo có mặt tại đây? Hạ Đằng Phi của Hỗn Nguyên Môn khế nhướn rẻ mi liếc mắt nhìn Lâm Nhất đầy vẻ khinh thường, cười nói châm chọc. Lời nói đầy gai góc, châm biếm. Nhưng cũng không có gì lạ, Hỗn Nguyên Môn và Lăng Tiêu Kiếm Các trước giờ vẫn luôn bất hòa, những người có lòng dạ như Tả Vân rất hiếm thấy. Ta biết hắn. Lời nói của Hạ Đằng Phi vừa dứt, Lâm Lam đột nhiên cất lời khơi ra trí tò mò của tất cả mọi người, khiến bọn họ đều quay đầu lại nhìn. Trong mắt Lâm Lam thoáng qua vẻ lạnh lẽo, cười nói, 4 tháng trước, trong cuộc tranh tài giữa người mới của Lăng Tiêu Kiếm Các, người giết chết Vương Ninh chính là hắn. Xôn xao. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều xôn xao cả lên, ánh mắt xoẹt một cái dồn hết lên người Lâm Nhất. Lúc đó việc này đã ồn ào suốt một thời gian, đã rất lâu rồi dòng chính của tứ đại tông tộc đều không dám giết người trắng trợn nữa. Thời gian hơn 4 tháng qua đi, mặc dù chuyện này đã lắng đi nhiều, nhưng chỉ hơi đề cập đến thôi là ai cũng sẽ nhớ đến. Hóa ra là hắn. Cũng chẳng ra sao mà, loại người như này mà Lăng Tiêu Kiếm Các vẫn còn giữ lại sao. Lá gan cũng to đấy, còn dám rời khỏi Tiêu Khám Cách Thức Si không sợ Lăng Tiêu Kiếm Các. Thực sự không sợ bị nhà họ Vương phái cao thủ truy sát à? Một tràng tiếng xì xào bàn tán vang lên, Lâm Lam cười lạnh nói, tên nhãi này trước giờ vẫn luôn ngông cuồng, lúc đầu đến cả ái nữ của Phi Long tướng quân cũng dám vào mặt. Lần này cũng e là hắn cố tình đến muộn, không muốn giữ thể diện cho gia chủ họ Cao. Bầu không khí trong sân đột nhiên trở nên thật kỳ quặc. Hai người Hạ Đằng Phi và Lâm Lam dường như đều cố ý muốn làm khó Lâm Nhất. Đám nhân tài của Huyền Thiên Tông và Ma Nguyệt Sơn Trang chỉ liếc mắt nhìn nhưng cũng không tham gia vào. Những đệ tử tông môn còn lại thì đầy vẻ háo hức xem kịch hay. Tốt nhất là đôi bên nói năng nghe không lọt tai rồi đánh lẫn nhau, đến lúc đó cơ hội của bọn họ sẽ càng nhiều hơn một chút. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ của nhà họ Cao lần này vô cùng hấp dẫn, vô cùng hậu hĩnh, thậm chí còn có linh ngọc nhị phẩm làm quà tặng kèm. Mặt Lâm Nhất vô cảm, bất kể là ai. Vô duyên vô cớ lại bị hai người này châm chọc sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như thế thì chắc chắn đều sẽ cảm thấy khó chịu. Hai vị nếu như có ý kiến với tại hạ thì cứ việc động thủ, không cần phải miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
hay là, đệ tử của Hỗn Nguyên Môn và Tần Thiên Học Phủ đều chỉ biết phô trương bằng võ mồm. Hai mắt Lâm Nhất khẽ híp lại, nhìn về phía Hạ Đằng Phi và Lâm Lam nở nụ cười trông đến là ôn hòa. Nay hắn đã mở được huyền mạch thứ ba, Tử Diên kiếm quyết thăng cấp tầng thứ bảy, quyền và kiếm hợp nhất, uy lực của Long Hổ quyền tứ ấn tăng theo cấp số nhân. Cho dù hai người kia hợp sức thì hắn cũng chẳng có gì phải e sợ. Càng đừng nói còn có Bá Kiểm bên cạnh hắn, gần như không cần thiết phải nhẫn nhịn cho qua chuyện này. Muốn chết. Chương 634. Lâm Lam và Hạ Đăng Phi sa sầm mặt mũi, bỗng nhiên bật nhảy lên. Khí thế đáng sợ cũng bùng lên theo đó, rồi cuồn cuộn lao về phía Lâm Nhất. Hạ Đăng Phi tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết nên cơ thể to cao vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Khi hắn bật người, sức mạnh Long Tượng cũng bốc lên theo, tựa như một con mãnh thú viễn cổ đang nổi giận, khiến người ta cảm nhận được luồng sức mạnh cực lớn đang đả áp đến. Ống tay áo Lâm Lam phất qua, mặt lạnh tanh bước lên trước một bước. Luồng chân nguyên màu xanh nhạt quái dị lưu chuyển quanh thân hắn, bao hàm năng lượng âm u đáng sợ và đầy sức công phá. Giống như một con mãng xà cực đại đang thè lưỡi trườn đến, âm độc mà hung tàn. Hai người đồng thời tiến lên, bước liền ba bước, từng bước tiến đến gần đều mang theo uy áp kinh người. Như thể rất ăn ý, hai người định dùng uy áp để trấn áp Lâm Nhất, khiến Lâm Nhất phải xấu hổ trước mặt tất cả mọi người. Khí tức mạnh mẽ quá, anh tài của tông môn đẳng cấp, không thể không phục. Lâm Nhất này đúng là ngông cuồng, nhưng hắn đồng thời mạo phạm hai người, chỉ e là chút nữa sẽ phải chịu không ít khổ. Không phải à, Hạ Đằng Phi và Lâm Lam tu vi đều là huyền võ tầng thứ tư trung kỳ. Đám đệ tử huyền võ tầng thứ năm như chúng ta đây cũng e chẳng phải là đối thủ của bọn họ, huống hồ gì là Lâm Nhất chẳng qua mới chỉ là huyền võ tầng thứ ba sơ kỳ. Nhất là Hạ Đằng Phi, trình độ Long Tượng Chiến Thể Quyết rất sâu, lực đấm của một quyền phải đạt đến 100.000 cân. Chân nguyên mà không đủ cô đọng thì một quyền này có thể khiến người đó tan xác, hắn ta chẳng khác gì quái vật. Ta ngược lại rất hy vọng Lâm Nhất này có đủ thực lực, như vậy với chúng ta mà nói là một điều hay. Ha ha, ta chưa từng thấy có ai nằm mơ giữa ban ngày, người vậy mà cũng dám mơ. Ta không phải là nói chơi thôi à, ai sẽ coi là thật chứ? Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy tha thiết, chỉ mong mấy người này mau đánh nhau đi. Nhưng đúng vào lúc đôi bên hết sức căng thẳng, mắt thấy cuộc đại chiến đã sắp nổ ra, tình hình căng thẳng đến mức khó mà cứu vãn được thì Cao Dương Vũ lại vội vàng lên tiếng. Mấy vị, có thể nể mặt tại hạ một chút không? Trên trán Cao Dương Vũ rịn mồ hôi, đầu đau như búa bổ, trong lòng đối với Lâm Nhất đã tuột đến mức cực tệ. Rõ là khốn nạn, thực lực không đủ thì thôi đi, còn dám ngông cuồng như thế. Ngươi nếu như bị người ta đánh chết, Lăng Tiêu Kiếm Các quay sang hỏi tội thì ông ta thực không biết phải giải thích làm sao. Cạnh tranh gay gắt giữa các đệ tử tông môn, hôm nay ông ta coi như đã được chứng kiến tận mắt, so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn một chút. Hạ Đằng Phi và Lâm Lam nghe vậy thì ngây ra, tiếp sau đó liền thu bớt lại cảm xúc. Nói cho cùng, đây chính là địa bàn của nhà họ Cao, nhiệm vụ cũng là do ông ta đưa ra, ít nhiều gì cũng phải giữ chút thể diện cho ông ta. Lâm Nhất là việc nhỏ, nếu nhiệm vụ thất bại, quay về tông môn và học viện sẽ khó mà giải thích được. Hạ Đằng Phi cười tùy ý, khẽ giọng nói, hạ mỗ đương nhiên phải nể mặt gia chủ Cao, tại hạ không giống kẻ nào đó, không coi ai ra gì, cố tình đến muộn. Chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, ta muốn chỉnh đốn lúc nào cũng được. Chương 635. Vèo. Chỉ nhìn thấy luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, hai cánh tay Lâm Lam mở ra, nhanh như thiểm điện quay trở lại chỗ ngồi của mình. Thân pháp cực kỳ cao siêu, khiến tất cả mọi người trầm trồ kinh ngạc. Sau khi ngồi xuống, Lâm Lam nở nụ cười đầy thâm ý nói, gia chủ Cao có lòng, Lâm Lam ắt phải nể mặt lần này. Cao Dương Vũ thở phào một hơi, ánh mắt nhìn qua nói, Lâm Nhất tiểu huynh đệ, lần này ngươi đã đến trễ thì bỏ đi vậy. Bên phía Lăng Tiêu Kiếm Các, ta sẽ thay ngươi đi giải thích, tông môn hẳn sẽ không trách tội ngươi. Lâm Nhất cười nói, việc tuyển chọn nếu như vẫn chưa bắt đầu thì không được tính là muộn. Ngươi! Trong lòng Cao Dương Vũ không khỏi nổi cáu, Lâm Nhất này thực sự là quá đáng, mình đã có lòng tốt chừa đường lui cho hắn. Vậy mà lại vẫn cứ mặt dày đòi tham gia. Nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm,
đè thấp giọng nói, Lâm Nhất, cuộc hỗn chiến này không hề có quy tắc nào, một khi bắt đầu, cho dù ngươi có muốn lui cũng chưa chắc đã có thể lui được. Như vậy càng tốt, yêu thú trong rừng huyết cốt cũng sẽ không nói lý lẽ với ngươi. Lâm Nhất vươn tay ngăn lời đối phương, tiếp tục nói, nếu như vẫn chưa bắt đầu, thì xin hãy tính cả phần tại hạ vào, nhiệm vụ này rất quan trọng đối với tại hạ. Phần thưởng của nhiệm vụ 5 sao cấp A chính là linh ngọc nhị phẩm cực kỳ quý hiếm. Bất luận ra sao, hắn đều không thể dễ dàng từ bỏ cơ hội lần này. Gia chủ Cao, nếu như Lâm huynh đã khăng khăng như vậy, ông lại hà tất gì phải nhiệt tình quá mức chứ, cứ để hắn tham gia thì có sao. Lâm Lam nâng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm, tươi cười giả tạo nói. Lúc nãy Cao Dương Vũ chen lời ngăn bọn họ lại, chính là sợ hai người họ đánh chết Lâm Nhất. Suy nghĩ của Lâm Lam tinh tế vừa nhìn đã biết được nguyên do trong đó. Chỉ coi như Lâm Nhất may mắn, gặp được một gia chủ sợ gây chuyện rắc rối. Nhưng không ngờ, Lâm Nhất lại hành động ngoài dự đoán, cố ý muốn tham gia tranh đoạt. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Đằng Phi nhếch miệng cười nói, gia chủ Cao, ông mà còn từ chối nữa thì không đúng rồi, đến lúc đó người ta quay về tông môn nói linh tinh. Thì sẽ biến thành ông coi thường Lăng Tiêu Kiếm Các, he he, vậy thì phiền phức lớn đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người kẻ tung người hứng, ý muốn dồn Lâm Nhất lên đài tỷ võ. Phải tạo một cơ hội để quang minh chính đại trà đạp Lâm Nhất. Sắc mặt Cao Dương Vũ thay đổi liên tục, thấy Lâm Nhất vẫn không hề có ý định rút lui liền bực bội nói, người vẫn khăng khăng như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều nữa, tất cả mọi người có mặt tại đây làm chứng cho ta. Nếu như người có mệnh hệ gì thì đừng có trách ta. Đương nhiên sẽ không. Thần sắc Lâm Nhất bình tĩnh, chẳng hề có chút dao động nào, nhẹ nhàng đáp. Lời nói vừa dứt, trong mắt Hạ Đằng Phi và Lâm Lam không khỏi thoáng qua tia sáng lạnh lẽo. Chỉ là chẳng có ai chú ý đến, khóe miệng Lâm Nhất cũng khẽ cong lên một nụ cười khó thấy. Muốn chơi thì chơi đến cùng, xem ai sợ ai chú. Chương 636. Bắt đầu đi, mời các vị thiếu hiệp lên đài. Cao Dương Vũ không nói thêm nữa, duỗi tay làm tư thế mời. Gần 30 nhân tài của các tông môn nối đuôi nhau bước lên đài đấu võ. Hai người Hạ Đằng Phi và Lâm Lam mặt mang theo ý cười lạnh lùng, thần sắc kiêu ngạo nhìn về mọi người bốn phía xung quanh, như thế suất tham gia là vật đã nằm trong túi của bọn họ vậy. Cách xa hai người này một chút. Những nhân tài của tông môn còn lại nhìn thấy hai người này đều cảm thấy lạnh gáy. Hai gã này đều là nhân vật thuộc cấp bậc ôn thần, một khi đụng phải thì chỉ có nước chết. Tám suất tham gia, chắc chắn sẽ có hai người bọn họ, chỉ cầu mong đừng bị hai người này nhắm trúng là được. Lâm Nhất. Khi nhìn thấy Lâm Nhất, ánh mắt mọi người đều sáng rực, lộ ra vẻ mặt đầy ý xấu. He he, cách gã này xa chút, miễn cho bị liên lụy. Tên tiểu tử này chút nữa chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị loại. Còn phải nói à, đừng nói hắn cùng lúc mạo phạm Hạ Đăng Phi và Lâm Lam. Chỉ dựa vào tu vi huyền võ tầng thứ ba của hắn cũng chẳng đủ để chúng ta nhòm ngó. Đúng vậy, chúng ta đều là tinh anh nội môn, có ai mà không phải là tu vi huyền võ tầng thứ năm. Còn phải sợ hắn chắc, đợi chút nữa hai người Hạ, Lâm kia không ra tay thì ta cũng phải dạy dỗ cho hắn một trận. Nói đến, ta còn chưa đánh qua đệ tử nào của tứ đại tông môn đó. He he, nhìn Lâm Nhất bước lên trên đài. Nhân tài tứ phương tông môn đều khẽ nhếch miệng cười gian xảo. Phảng phất hắn chính là miếng thịt nằm trên thớt, chỉ có nước chờ người ta đến trà đạp. Trong mắt Cao Dương Vũ thoáng vẻ đồng tình, ông ta có lòng muốn bảo vệ Lâm Nhất này, nhưng đối phương cứ hết lần này đến lần khác từ chối ý tốt của ông ta. Vậy ông ta cũng hết cách. Cứ cắm đầu xin chết, vậy cũng đừng trách ông ta không ngăn cản. Chư vị, lão phu giờ sẽ tuyên bố. Cuộc thi đấu giành suất chính thức bắt đầu. Giọng Cao Dương Vũ tràn đầy năng lượng hét lên. Dường như chính vào giây phút lời tuyên bố của ông ta ngừng lại, trên đài đấu võ, luồng chân nguyên ảo ạt bung ra, hội tụ thành cơn sóng rền vang, cuộn trào dữ dội và không ngừng va đập. Rầm, rầm, rầm. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, cuộc đại chiến lập tức bắt đầu. Đệ tử trên đài đấu võ, hoặc là nhân tài ngoại tông của tứ đại tổng môn, hoặc là nhân tài nội môn của những tông môn khác. Nghiêm khắc mà nói, không hề có người nào kém cỏi.
Có kém hơn nữa thì cũng là tu vi huyền võ tầng thứ 5, ít nhất điều này là sự thật. Cuộc đại chiến kịch liệt vừa mới bắt đầu, trên diễn võ trường rộng lớn đã rung lên ầm ầm. Vốn dĩ đài đấu võ khá rộng lớn, nhưng khi cuộc chiến bắt đầu trở nên gay cấn thì dưới sức ảnh hưởng khi thi triển của các loại võ kỹ đã lập tức trở nên vô cùng chật chội. Chẳng qua chỉ mấy nhịp hô hấp mà đã có một số người ói máu bay ra, trông vô cùng thảm khốc. Cao Dương Vũ hít sâu một hơi, đè thấp giọng nói, đây mới chỉ là bắt đầu đã kịch liệt thế này. Bắt đầu rồi. Trong bầu không khí căng thẳng đầy kích thích, một âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau. Âm thanh vui tai như tiếng chuông gió, tiếng chim hót, đặc biệt dễ nghe. Cao Dương Vũ quay đầu lại nhìn chỉ thấy một thiếu nữ thân mặc chiếc váy lụa trắng mềm mại. Mái tóc dài như thác đổ, làn da trắng nõn nà như tuyết, ngũ quan tinh tế như một viên ngọc đẹp tự nhiên chưa từng được mài giũa. Chương 637. Đôi mắt trong suốt, sóng mắt lấp lánh như hoa đong đưa, trông cực kỳ giống một đóa thủy tiên dịu dàng. Cao Dương Vũ nhìn thấy nữ tử này thì mặt khế biến sắc, cung kính nói, Bạch tiểu thư, sao người lại đến đây? Thiếu nữ cười nói, ngày mai vào rừng già huyết cốt sẽ do ta dẫn đoàn. Đương nhiên phải tới xem thực lực của nhóm nhân tài tông môn này thế nào. Gia chủ Cao, không biết ông coi trọng người nào hơn. Cao Dương Vũ không dám sơ suất, vội vàng đáp, ở trước mặt Bạch tiểu thư, lão phu không dám múa rìu qua mắt thợ, chẳng qua là chút kiến giải vụng về, Bạch tiểu thư có thể tham khảo một chút. Ông nói đi. Hạ đằng phi của Hỗn Nguyên môn đương nhiên không cần nói nhiều, sức mạnh cú đấm của hắn phải đạt đến 100.000 cân. Long tượng chiến thể quyết đã tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong, đủ để cho hắn dễ dàng chiến đấu vượt cấp. So sánh trong cùng cấp bậc, có thể xưng là vô địch, đương nhiên sẽ ngồi vững vị trí bất bại, tám suất tham gia chắc chắn không thể thiếu hắn. Lâm Lam của Tần Thiên học phủ, cũng mạnh vô cùng, bản thân hắn cũng là con dòng chính của nhà họ Lâm, lại học được cuồng mãng thương pháp của học phủ. Yên thủy quyết của nhà họ Lâm kết hợp với cuồng mãng thương pháp, vừa hay bổ trợ cho thương pháp này. Giảm đi hầu hết các khuyết điểm, đủ để sóng vai cùng Hạ Đằng Phi. Nhưng mà hai người này, đều không tính là người mạnh nhất của lần này. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như đóa thủy tiên chớm nở, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, cười nói, gia chủ Cao, có cao kiến gì? Người có thực lực mạnh nhất trên đài đấu võ hẳn là Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang. Người này lúc vừa mới đến nhà họ Cao, ta đã bắt đầu quan sát hắn rồi, tu vi thâm hậu. Khí tức trầm lắng, hơn nữa không hề bị phát tán. Hiển nhiên là cố tình thu lại, cực kỳ kín đáo, chỉ dựa vào điểm này Hạ Đằng Phi và Lâm Lam đã không bằng rồi. Ngừng một chút, Cao Dương Vũ lại nói tiếp, ngoài ra còn có bộ trần của Huyền Thiên Tông, chắc chắn cũng không kém và không hề yếu hơn ba người này. Tứ đại tông môn, gia chủ Cao đều nói đến rồi, vậy Lăng Tiêu Kiếm Các thì sao? Cao Dương Vũ bật cười nói, không nhắc cũng được. Có thể sống sót được đã coi là may mắn lắm rồi, lần này Lăng Tiêu Kiếm Các không biết làm trò gì mà lại hồ đồ như thế, nhiệm vụ cấp A5 sao mà lại phái một kẻ vô dụng đến. Vô dụng, thiếu nữ không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt hướng về phía đài đấu võ nhìn qua. Trong lúc hai người nói chuyện, cuộc hỗn chiến trên đài đấu võ đã đạt đến mức thảm khốc, mọi người ai nấy đều mang hết tuyệt học của mình ra, không hề nương tay. Dầm. Một âm thanh cực lớn đột nhiên vang lên, trên đài đấu võ, Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang và bộ trần của Huyền Thiền Tông đang đối đầu nhau trong tiếng gào hét điên cuồng. Long hổ quyền uy chấn đại tần được bộ trần phát huy đến mức lực sát thương đã trở nên vô cùng cuồng bạo. Nhưng trên người Tiêu Nhiên bỗng nở ra một vầng sáng, là trưởng pháp xương hoa mãn nguyệt của Ma Nguyệt Sơn Trang, cũng không hề kém cạnh. Hai người một quyền một trưởng, đối đầu với nhau bắn ra làn sóng dư âm đáng sợ. Dư âm sao động, cuốn sạch tám phương. Hiện trường truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, bốn năm kẻ đen đủi vẫn chưa kịp phản ứng đã bị chấn bay ra ngoài. Những anh tài của tông môn khác cho dù không bị chấn bay thì cũng phải gánh chịu sức công phá không hề nhẹ. Hao tốn không ít chân nguyên mới miễn cưỡng đứng vững lại. Mạnh quá! Chương 638. Hơn 10 đôi mắt rơi trên người Tiêu Nhiên và bộ trần, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kiêng dè sợ hãi. Nhưng đột nhiên tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Lâm Nhất đứng giữa đài đấu võ lại không hề có chút động tĩnh gì, vẻ mặt bình tĩnh, người vẫn đang khỏe mạnh đứng đó.
dường như dư âm đáng sợ vừa rồi trong mắt hắn chẳng qua chỉ như một cơn gió mát mà thôi. Chuyện gì vậy? Trong mắt Cao Dương Vũ khó nén nổi vẻ ngạc nhiên, ông ta mới vừa nói dứt câu không nhắc đến Lâm Nhất cũng được, có thể sống sót đã là may mắn rồi. Nhưng tình hình hiện tại dường như có gì đó sai sai, không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Âm thầm liếc mắt nhìn nữ tử dịu dàng, ánh mắt của đối phương cũng đang rơi trên người Lâm Nhất, vẻ mặt đầy hứng thú. Hẳn là do may mắn. Trong lòng Cao Dương Vũ chỉ biết an ủi mình như vậy. Trên đài đấu võ, Hạ Đăng Phi nhìn thấy cảnh tượng này khẽ ngẩn người, ngay sau đó cười xấu xa nói, tiểu tử giỏi lắm, thế mà vẫn chưa bị loại, suýt chút nữa là quên mất ngươi rồi. Bước chân lên đài đấu võ này, gia chủ Cao sẽ chẳng có cách nào để bảo vệ ngươi được nữa rồi, quỳ xuống cầu xin ta đi. Dầm! Sức mạnh long tượng cổ xưa bao trùm quanh thân hắn ta, hắn tiện tay hất tung vài người sau đó điên cuồng lao về phía Lâm Nhất. Chân nguyên cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, như sấm vang chớp giật quét mạnh về phía Lâm Nhất. Rắc rắc rắc, năm ngón tay ép sát vào nhau, xương cốt va chạm phát ra một tiếng vang lanh lảnh, sức mạnh long tượng từ lòng bàn tay đang ùn ùn tích lại. Bảo vệ ta, người nên cảm ơn gia chủ Cao không phải Lâm Nhất ta. Đối mặt với Hạ Đằng Phi lưng hùm vai gấu, quanh thân bao phủ sức mạnh long tượng đang lao như điên về phía mình, Lâm Nhất không hề có chút sợ hãi nào. Nếu như không phải Cao Dương Vũ ngăn lại, hắn đã dạy dỗ cho Hạ Đẳng Phi này một trận ngay lúc trước đó rồi, bây giờ lại tính sổ món nợ này cũng coi như không muộn. Mạo hiểm làm liều, không phải là tên vô dụng ngươi, chẳng lẽ lại là ta chắc? Trong cơn thịnh nộ lôi đình, Hạ Đẳng Phi bay vút lên trời, sức mạnh tích tụ tại quyền mang từ lâu bộc phát mạnh mẽ. Keng! Sức mạnh long tượng ngưng tụ thành nguồn lực 100.000 cân. Phát nổ trong không trung tựa như chiếc đỉnh cổ xưa phát ra âm thanh viễn cổ. Màng nhĩ chấn động, đau đớn không thôi, đầu váng mắt hoa. Ngày xưa thánh nhân dùng đỉnh để tế thiên, đỉnh chính là thánh vật, nguồn lực 100.000 cân còn được gọi một cái tên khác là sức mạnh nhất đỉnh. Sức mạnh nhất đỉnh cuồn cuộn lao về phía Lâm Nhất, rơi thẳng xuống đầu. Chương 639. Hạ Đằng Phi cười xấu xa không ngừng, hắn ta không tin. Lâm Nhất có thể chặn lại được một quyền này. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, chưa hề động đậy, mãi đến khi quyền kia sắp rơi xuống thì mới bước ra một bước. Một bước này, bất giác long hổ sinh uy, âm thanh rồng ngâm hổ gầm vang vọng từ trong cơ thể hắn. Đóa tử diên hoa chỗ đan điền, sau khi kiếm quyết được thăng cấp lên tầng thứ 7, đã nở từ 36 cánh hoa thành 42 cánh. Trong lòng vừa động, 42 cánh hoa đồng thời nở rộ. Trên nhụy hoa có một luồng kiếm khí không linh vấn vít. Kiếm ý dồi dào bỗng từ trên người Lâm Nhất tuôn ra ảo ạt. Âm thanh leng keng vang lên khiến lưỡi kiếm trong tay những võ giả khác có mặt trên đài đấu võ đều rung lên bần bật. Kiếm ý mạnh quá. Tất cả mọi người kinh hoàng thất sắc, hiển nhiên là không ai có thể ngờ được, Lâm Nhất nhìn có vẻ tầm thường mà lại có được kiếm ý mạnh đến nhường này. Việc càng ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Hắn bỗng lập tức thu sạch lại kiếm ý, ngưng tu vào năm đầu ngón tay. Đón đầu quyền mang đang rơi xuống sau đó vung ra một quyền. Ra quyền như kiếm, kiếm ra như quyền, quyền mang và kiếm kình hòa hợp liền mạch, lẫn trong đó là ngọn lửa màu tím. Một quyền này, rồng ngâm hổ gầm, kiếm âm lay động bầu không khí, lấy khí thế ảo ạt mà điên cuồng bộc phát ra. Quyền mang và quyền mang va đập mạnh vào nhau. Hai luồng khí thế mạnh kinh người đan chéo vào nhau, quyền mang vỡ vụn, tiếng nổ vang lên không dứt, khiến đất cát xung quanh bay lên bụi mù, dư âm chấn động mãi không thôi. Phụt! Vượt ngoài tầm dự đoán của tất cả mọi người, Hạ Đằng Phi ngông cuồng tự đại vừa rơi ập xuống đất mà không thể đứng dậy nổi nữa. Một luồng kiếm kình giống như vũ bão càn quét, ống tay áo bên phải của hắn ta bị quấn đến nát vụn. Hắn ta phun máu ngay tại chỗ, nỗi kinh hoàng ngập nơi đáy mắt. Mà người thì bị hất bay ra ngoài. Thấy trống chẳng phải không, tâm trống mới là không. Phá không ấn, phá long hổ trong tâm, sức mạnh phá tâm. Rào. Hai tay ngưng tụ ấn kết sáng chói, Lâm Nhất dứt khoát không cho đối phương cơ hội, bước một bước lớn lên trước. Dưới sức mạnh khống chế của phá không ấn, quyền mang bùng lên, một quyền vung ra. Dầm. Nhục thân khủng khiếp mà long tượng chiến thể quyết ngưng tụ thành dưới đòn công kích nặng nề này phát ra một tiếng ầm vang cực lớn.
giống như thể cú đấm vừa rồi đã va phải một ngọn núi bằng thép, âm thanh phát ra vang vọng mãi không dứt. Phụt! Hạ Đằng Phi lại ói một ngụm máu tươi nữa, cơ thể bay nhanh ra ngoài nhưng khi chạm đất lại vẫn cố giữ vững nhục thân. Dừng ở ngay ở bên rìa của đài đấu võ, chỉ lùi thêm nửa bước nữa thôi là hắn ta sẽ bị rơi xuống khỏi đài, cực kỳ nguy hiểm. Chương 640. Long Hổ Quyền. Biểu cảm trên mặt gương mặt thô kệch của Hạ Đằng Phi như thể sắp phát điên, cười vặn vẹo nói, quyền kiếm hợp nhất, người của Lăng Tiêu Kiếm Các đúng là bị ổi, nhưng mà nhục thân này của ta cũng không phải loại tầm thường. Muốn phá mở lớp phòng ngự của ta, vẫn còn lâu. Ngưng khí thành kiếm, búng tay đã đả thương người. Ai cũng không ngờ được, Hạ Đăng Phi chịu đòn tấn công như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của nhục thân mà vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng lời của hắn ta còn chưa nói hết, Lâm Nhất đã vung tay búng ra 5 sợi kiếm. Mang! Kiếm mang màu tím bắn ra đi kèm âm thanh xé rách bầu không, kéo ra 5 đạo điện mang màu tím, một thoáng kinh hồng, chớp mắt đến đích. Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Hạ Đăng Phi không kịp có bất kỳ phản ứng gì. Năm đạo kiếm mang này đã đâm xuyên qua nhục thân của hắn ta. Lực xung kích khổng lồ kéo theo cơ thể hắn bay ngược về sau, găm lên bức tường viện mới dừng lại. Tĩnh lặng. Hiện trường tĩnh lặng như tờ, trên đài đấu võ không có người nào nói chuyện, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Nhất. Bên dưới đài, Cao Dương Vũ ngây ra cạn lời, gương mặt ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Trước đó ông ta còn đang thao thao bất tuyệt. Nói chuyện với thiếu nữ dịu dàng kia rằng Lâm Nhất chỉ là kẻ vô dụng, có thể sống sót đã là may mắn. Nhưng trước mắt, kiếm mang xuyên qua cơ thể Hạ Đằng Phi ghim hắn lên trên tường viện lại như cho ông ta một cú vả mặt cực mạnh. Ngưng khí thành kiếm, cái này. Thần sắc trong mắt ông ta đầy vẻ hãi hùng, mãi một lúc sau mới phản ứng lại được, nhưng đầu óc lại nghĩ không thông, chỉ cảm thấy da mặt hơi rát. Hạ Đằng Phi bị 5 thanh kiếm mang đâm xuyên. Rũ rượi ghim chặt trên vách tường. Đợi sau 2-3 nhịp thở, kiếm mang kia tan đi hắn mới rơi mạnh xuống đất. Ngưng khí thành kiếm. Tất cả mọi người có mặt như vừa tỉnh mộng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất đầy kinh hãi. Bọn họ và Cao Dương Vũ đều giống nhau, đầy vẻ khó hiểu, không biết vì sao Lâm Nhất với tu vi huyền võ tầng thứ 3 lại có thể làm được ngưng khí thành kiếm. Cho dù là tu luyện công pháp linh cấp, tu vi không đạt đến huyền võ tầng thứ 6, cũng không thể thực hiện được ngưng khí thành kiếm. Nhưng cảnh tượng trước mắt này lại vô cùng chân thực, và nó đã phát sinh ngay trên người Lâm Nhất. Một kẻ vô dụng của Lăng Tiêu Kiếm Các mà bọn họ trước giờ vẫn luôn cho rằng có thể tùy ý chà đạp và ắt sẽ bị loại ngay từ đầu. Lại một tràng tiếng động vang lên, là kiếm khí bao phủ trên mặt tường bỗng nhiên nổ tung, đánh tan bức tường vừa dày vừa nặng của ông ta. Kiếm ý vang lên leng keng, uy lực còn lại vẫn chưa tan. Kiếm ý thật đáng sợ, Hạ Đằng Phi bị đâm nhiều như vậy hẳn là đã chết rồi chứ. Không chết được, nhưng không chết thì cũng tàn phế rồi, Lâm Nhất này ra tay nặng thật. Còn may ta không có đi trêu chọc hắn, đến Hạ Đằng Phi còn bị phế thì chúng ta chắc chắn chỉ có chết. Chương 641. Những đệ tử tông môn còn lại trên đài đấu võ bỗng cảm thấy sợ dần. Trong mắt thoáng qua vẻ kiêng dè sâu sắc. Lâm Lam của Tần Thiên Học Phủ, cuống họng truyền đến một tiếng ực, nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Mới có vài chiêu đã đánh gục Hạ Đằng Phi với thực lực tương đương hắn ta. Lâm Nhất này rõ ràng không phải là người mà hắn có thể đối phó được. Nhìn thấy Hạ Đằng Phi đã chẳng còn sức đứng dậy, Lâm Nhất quét ánh mắt rơi lên người Lâm Lam. Hắn chưa từng quên còn có người này. Khóe miệng Lâm Lam lập tức cong lên nụ cười lạnh lùng, hai cánh tay hơi dang rộng, mỉm cười nói, người muốn đả thương ta, đợi kiếp sau đi. Ai cũng không ngờ được, bàn chân Lâm Lam dẫm mạnh, thế mà lại định dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ. Lâm Nhất chẳng qua chỉ mới liếc mắt nhìn mà đã dọa cho hắn ta mất hết cả ý chí chiến đấu, nhảy thẳng xuống khỏi đài đấu võ. Hắn không muốn mình cũng giống như Hạ Đằng Phi kia, bị người coi như xúc sinh ghim chặt lên tường, sỉ nhục hết sức. Còn khó chịu hơn cả giết chết hắn. Chạy được không? Mắt thấy đối phương đã sắp nhảy xuống khỏi đài đấu võ, Lâm Nhất hét lên một tiếng, chân nguyên dâng trào truyền vào hai cánh tay. Trong phút chốc, hai cánh tay tích tụ nguồn chân nguyên rào rạt như một dòng sông chảy xiết. Thất huyền bộ, kim ô dương cánh.
Khi cánh tay truyền tải luồng chân nguyên đạt đến cực hạn, hai cánh tay Lâm Nhất cùng dang rộng ra. Ầm. Dưới chân Lâm Nhất như thể có một ngọn lửa hừng hực bùng lên, trong phút chốc hơi nóng ngút trời, cuồn cuộn quét đi. Hắn xuất phát sau nhưng lại đến trước, hai tay dang ra như đôi cánh, trông thực giống như kim ô tung cánh, cơ thể bay vọt trong không trung, lóe lên một cái đã đến đích. Đợi khi hắn rơi xuống, vừa hay đứng ở ngay bên rìa của đài đấu võ, chặn đứng đường bỏ chạy của Lâm Lam. Cút trở về. Thất huyền bộ, người đi lưu ảnh, một bước thất quyền. Soạt soạt soạt. Trong lúc gay cấn nhất, Lâm Nhất bước lên một bước, lưu lại 7 chiếc bóng, mỗi chiếc bóng lại tự đánh ra một quyền, 7 quyền chồng lên nhau, vung mạnh về phía Lâm Lam. Yên thủy quyết. Mặt Lâm Lam biến sắc, nghiến chặt răng phẫn nộ hét lên, luồng chân nguyên màu xanh lam quái dị lập tức bao phủ cơ thể hắn ta. Giống như làn khói xanh vẫn vít, hóa thành làn sương mờ ảo. Dầm. Quyền mang chồng chéo 7 lần đập mạnh lên làn khói xanh quái dị, lập tức phá giải không ít uy lực. Đợi đến khi quyền mang thực sự rơi lên cơ thể Lâm Lam, chỉ hất văng hắn ra ngoài chứ không hề tạo ra vết thương chí mạng. Keng. Lâm Lam vỗ mạnh túi trữ vật, rút ra một cây trường thương, trong lúc bị hất văng ra ngoài, trước khi cơ thể chạm đất liền lấy cây thương chống xuống. Hiếp người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Trong mắt Lâm Lam thoáng qua vẻ phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng rồi xông về phía Lâm Nhất. Cuồng mãng thương pháp. Trường thương giống con chăn độc âm hiểm, từ trong tay Lâm Lam đâm mạnh ra bằng tốc độ nhanh như thiểm điện. Soạt. Thương mang quét qua mặt đất tạo ra một loạt vết nứt, cuốn luồng khí màu xanh thành một cơn lốc bao trùm lên người Lâm Nhất, muốn xay nát hắn. Chương 642. Thương mang điên cuồng lúc mở lúc thu, mang theo bá khí càn quét thiên hạ, quét sạch tám phương, khiến người ta không còn nơi nào để trốn. Nếu như thực sự bị đánh trúng, chỉ sợ có liều mạng thì Lâm Nhất cũng không thể chiếm được chút lợi gì. Yên thủy quyết của Lâm gia kết hợp với cuồng mãng thương pháp quả nhiên không tầm thường. Ánh mắt của những người khác trên đài đấu võ thoáng vẻ e dè, bọn họ hiểu rất rõ sự lợi hại của một chiêu này nên đã tránh ra xa từ trước, chỉ sợ bị dư âm liên lụy. Huyền ảnh vô tung, đại nhật phi thiên. Lâm Nhất gầm lên một tiếng, huyền quang trên cơ thể phát sáng lấp lánh, thất huyền bộ được hắn thi triển đến giới hạn đỉnh phong. Một bước đi qua, thân ảnh bỗng mơ hồ không rõ. Trong lúc gay cấn đột nhiên tránh được một thương kia. Trong lúc tránh đi, chỉ chớp mắt đã đến phía trên đầu của Lâm Lam, như thể một vầng thái dương rực rỡ, sáng lòa đôi mắt. Lâm Nhất như vầng mặt trời trên cao, chiếu rọi khắp tám phương, từ trên không đấm xuống một quyền. Mặt Lâm Lam biến sắc, vội vàng thu thương về phòng thủ, thi triển yên thủy quyết đến giới hạn. Ầm ầm ầm, quyền mang vang dội, Lâm Nhất xuất quyền như kiếm, kiếm ý giạt rào. Kèm theo với đó là vầng mặt trời sáng rực, liên tiếp tung nhiều cú đấm xuống dưới. Lâm Lam lập tức lùi lại thật nhanh, mỗi một bước lùi, khóe miệng lại rỉ ra một vệt máu, mặt đất đồng thời nổ lốp bốp không ngừng. Đợi sau 7 bước, cả người đã bị đánh bay ra ngoài nôn ra một ngụm máu. Long hổ quyền, thần long quẫy đuôi. Sau khi tiếp đất, đầu mũi chân Lâm Nhất chạm mạnh xuống, cơ thể lại như rồng thần bay vọt lên. Trong không trung kéo ra một đường cong màu tím đi kèm với âm thanh xé trời, bàn chân đạp mạnh lên mặt Lâm Lam trong không trung. Bốp! Mấy chiếc răng rơi ra ngoài, miệng Lâm Lam xương vụ còn người thì bay thẳng ra ngoài giống như một bao cát, sau đập mạnh xuống nền đất, vừa hay rơi thẳng lên người Hạ Đằng Phi. Lâm Nhất nhổ một ngụm nước bọt, thu quyền lại, sau đó đứng thẳng rồi từ từ hạ xuống mặt đất. Thất huyền bộ và long hổ quyền đều là bộ võ kỹ tiêu hao rất nhiều chân nguyên, càng đừng nói là đồng thời sử dụng cả hai, may là kiếm quyết của hắn đã thăng cấp lên đến tầng thứ 7, miễn cưỡng vẫn có thể chịu được. Hai người Lâm Lam và Hạ Đằng Phi cũng không biết tự lượng sức mình. Chương 643 đi thôi, số người được lựa chọn đã đủ rồi. Đừng thấy Lâm Nhất mới chỉ là huyền võ tầng thứ 3 nhưng dưới sự cô đọng của sức mạnh tuế nguyệt thì chân nguyên của hắn đã không hề kém huyền võ tầng thứ 4. Đợi kiếm quyết thăng cấp lên tầng thứ 7 thì chỉ có mạnh hơn mà thôi. Thậm chí không cần tế ra bá kiếm cũng đã có thể dễ dàng hạ gục hai người kia. Ngước mắt nhìn qua, nhân tài của các tông môn trên đài đấu võ người nào người nấy đều ngây ra như phỗng nhìn hắn, thần sắc trong mắt đầy kinh hoàng.
Hai tinh anh huyền võ tầng thứ tư của tông môn thế mà lại không phải là đối thủ của hắn, hắn còn chưa rút cả kiếm ra nữa. Đây là Hạ Đằng Phi và Lâm Lam đó, đám tinh anh nội môn cảnh giới huyền võ tầng thứ năm như chúng ta ở trước mặt hai người kia còn chẳng đáng để nhìn tới. Đáng sợ, từ lúc nào Lăng Tiêu Kiếm Các lại lòi ra một yêu nghiệt như thế này? Nếu như sau này thăng cấp lên nữa thì còn thế nào? Trên đài còn có mấy đệ tử Hỗn Nguyên Môn và Tần Thiên Học Phủ khác, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất chứa đầy vẻ dè chừng. Vẫn chưa đi à? Lâm Nhất quét mắt nhìn về phía mấy người này, hờ hững nói. Hạ Đằng Phi và Lâm Lam đã bị hạ gục rồi, đám người này đương nhiên là không thể lưu lại. Nếu không sau này cùng nhau đi rừng già huyết cốt thì sẽ không tránh khỏi làm ra một số chuyện mờ ám. Ngươi có tư cách gì mà bảo chúng ta đi? Những đệ tử còn lại của Hỗn Nguyên Môn và Tần Thiên Học Phủ đầy vẻ không phục, nghiến răng trợn mắt nói. Hừ! Lâm Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc tay lên, vận dụng sự ảo diệu của Long Phi Hổ Khiêu. Tung một quyền thật mạnh từ xa. Dầm! Người ban nãy mở miệng nói chuyện đã bị đánh cho thất khiếu chảy máu, bay thẳng ra ngoài. Mấy người còn lại bị dọa cho mặt trắng bệch không còn dám cãi lại nữa mà chán trường lui xuống. Trên đài đấu võ, bộ trần của Huyền Thiên Tông và Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc khó giấu. Bộ trần, Long Hổ Quyền của người này so với ngươi thì thế nào? Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn Lâm Nhất, đè thấp giọng hỏi. Bộ trần trầm ngâm đáp, chỉ có mạnh hơn chứ không kém, Long Hổ Quyền của người này cực kỳ chính tông. Ta cũng không rõ hắn lấy từ đâu ra cuốn Long Hổ Quyền hoàn chỉnh thế này, thực là khó tin. Trên diễn võ trường, Cao Dương Vũ trong lòng đầy khổ sở. Vội vàng sai người đỡ Hạ Đằng Phi và Lâm Lam dậy, phái người cứu chữa một hồi. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất trên đài đấu võ, sắc mặt không khỏi có chút ngượng ngùng, giờ thì hay rồi. Đắc tội hết các nhân tài của cả ba đại tông môn luôn rồi. Hạ Đằng Phi và Lâm Lam bị đánh đến gần tàn phế ở ngay trong tầm mắt của ông ta, chắc chắn sẽ không tránh khỏi phiền phức. Một nhân tài yêu nghiệt thế này lại bị ông ta nhìn nhầm, lạnh lùng châm chọc, hậu quả chỉ e là còn nghiêm trọng hơn. Đi thôi, số người được lựa chọn đã đủ rồi. Chương 644 đúng, Bạch Tiểu cứ an tâm. Thiếu nữ dịu dàng khẽ mỉm cười. Dặn dò một tiếng sau đó dẫn theo Cao Dương Vũ đi thẳng về phía đài đấu võ. Trên đài đấu võ, không nhiều không ít vừa đúng 8 người lưu lại. Cao Dương Vũ nhớ đến thái độ trước đó với Lâm Nhất, vẻ mặt khẽ cứng lại, nhưng vẫn cố kiên trì đi theo. Thiếu nữ dịu dàng cười tít mắt nói, Lâm công tử thật bá đạo, nhưng lại giống hệt ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào. Tiểu nữ tử khâm phục không thôi. Lâm Nhất liếc mắt qua. Nhìn thấy dung mạo của nữ tử này thì không khỏi khẽ ngẩn người. Thiếu nữ vậy mà lại là người quen, thành chủ Bạch Thủy Thành của Thiên Thủy Quốc, Bạch Thu Thủy. Trước khi rời khỏi Thanh Vân Tông, từng có một cuộc đối thoại ngắn với người này. Nhưng mà lúc đó nữ tử này cảm thấy thiên phú và ngộ tính của bản thân mặc dù cao nhưng căn cốt không đủ, cần phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được. Trước khi đi còn tặng cho mình một cuốn võ đạo dị văn lục, thế mà lại giúp hắn mở mang không ít. Bối cảnh của nữ tử này rất thần bí, không ngờ được ở đây lại có thể gặp mặt lần nữa. Nếu nói như vậy, thì nhiệm vụ đi rừng già huyết cốt của Cao gia lần này thực ra là do nàng ta ban ra. Hóa ra là Bạch cô nương, lâu rồi không gặp. Lâm Nhất cúi đầu chào hỏi đối phương. Bạch cô nương. Bộ trần của Huyền Thiên Tông và Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang lại lộ ra vẻ hơi nghi hoặc, bọn họ không hề quen biết nữ tử này. Nhưng khí chất của Bạch Thu Thủy chắc tuyệt, dáng người lại nhỏ nhắn yêu kiều, có thể đoán ra được chắc chắn không phải người bình thường. Cao Dương Vũ đã xử lý xong chuyện của Hạ Đằng Phi và Lâm Lam, vội vàng chạy lại nói, vị này là Bạch Tiểu Thư, ngày mai sẽ dẫn đầu đưa mọi người đi vào rừng già huyết cốt, chứ vị phải bảo vệ Bạch Tiểu Thư an toàn. Nhớ đừng để xảy ra bất kỳ sai sót gì, nếu không nhiệm vụ sẽ coi như thất bại. Bạch Thu Thủy cười lễ độ nói, an nguy của tiểu nữ tử đều phải nhờ cả vào chư vị thiếu hiệp đây. Có bổn công tử ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ Bạch Tiểu Thư an toàn,
đảm bảo không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Đúng, Bạch Tiểu cứ an tâm. Trước mặt người đẹp, luôn sẽ có những người muốn thể hiện bản thân, đầy tự tin nói những lời khoác lác. Tiêu Nhiên và Bộ Trần lại chẳng nói thêm gì, trong lòng cười lạnh không thôi. Đám người này, đợi đến khi thực sự bước chân vào rừng già huyết cốt thì sẽ không khoác lác được như thế nữa đâu. Ánh mắt Cao Dương Vũ rơi lên người Lâm Nhất trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ, bước lên trước nói, mới vừa rồi có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội rồi, mong Lâm công tử thông cảm bỏ qua cho. Hành trình ngày mai đi vào rừng già huyết cốt, phải làm phiền Lâm công tử rồi, vừa rồi gần như không thèm để mắt đến Lâm Nhất. Giờ đây Hạ Đằng Phi và Lâm Lam đều bị phế hết, cho dù da mặt có đau hơn nữa thì Cao Dương Vũ cũng phải cố gắng chai mặt mà đi nhờ cậy Lâm Nhất. Chương 645 luyện kiếm thêm một lúc nữa vậy. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không hề có chút dao động, không sao, nếu đã nhận nhiệm vụ của tông môn, tại hạ đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Lời này vừa nói xong, Cao Dương Vũ coi như thở phào một hơi. Nhìn một lượt tám người trên đài đấu võ, Cao Dương Vũ chắp tay nói, rừng già huyết cốt vô cùng hung hiểm, tối nay xin mời chư vị nghỉ ngơi sớm, ngày mai an nguy của Bạch Tiểu Thư nhờ cả vào chư vị. Ắt sẽ dốc hết sức mình. Rừng già huyết cốt, yêu thú rất nhiều, so với Ma Vân Sơn Mạch thậm chí còn nhiều hơn. Phần thưởng lần này mặc dù cao, nhưng nhiệm vụ của những người hộ tống Bạch Thu Thủy vào sâu trong rừng già huyết cốt, chắc chắn cũng sẽ không phải là công việc dễ dàng. Quay trở tại tiểu viện mà Cao Dương Vũ sắp xếp, Lâm Nhất sau khi tu luyện Tử Diên kiếm quyết nửa khắc thì lại bắt đầu diễn tập Thất Huyền Bộ. Hôm nay có thể đánh thắng Hạ Đằng Phi và Lâm Lam. Ngoài việc kiếm quyết đã thăng cấp lên tầng thứ 7 ra thì chính là do dựa vào Thất Huyền Bộ. Thất Huyền Bộ của thân Pháp Linh Văn không hổ là được đặt tại tầng thứ 5 của Huyền Võ Điện. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa thể ngưng kết được Kim Ô Ấn. Thất Huyền Bộ đạt đến đỉnh điểm là Huyền Ảnh Vô Tung, Đại Nhật Tại Thiên, luôn cảm thấy có chút tiếc nuối khiến hắn khó mà quên đi được. Trong mắt người bình thường, Thất Huyền Bộ đã vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng theo như Lâm Nhất thấy, nó còn lâu mới đủ. Xoạt xoạt xoạt. Bên trong sân viện, tiếng gió xào xạc, bóng người thấp thoáng, quyền mang lấp loáng, kiếm ý giạt rào. Tung quyền như kiếm, ra kiếm như quyền. Thất Huyền Bộ phối với Long Hổ Quyền, lại thêm có kiếm ý giạt rào trợ lực, cả người Lâm Nhất lộ ra đầy sức mạnh chiến đấu. Một cú đấm, rồng ngâm hổ gầm, vô cùng cuồng bạo. Trong không khí, tiếng nổ vang lên không dứt, Lâm Nhất cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái, sung sướng vô cùng. Không bao lâu sau liền quên mất bản thân, chìm đắm vào trong đó. Nửa khắc sau, phía sau lưng hắn bỗng ngưng tụ ra một đôi cánh lửa đang hừng hực cháy, ánh sáng vàng tỏa ra sán lạn, nhưng chưa kịp thành hình thì đã vỡ tan đi. Kim Ô Ấn vỡ tan hóa thành tàn lửa rơi xuống nền đất. Lại thất bại à? Nhưng mà cũng coi như tiến bộ thêm một chút rồi, cứ tiếp tục như vậy, qua thêm khoảng nửa tháng nữa thì hẳn là sẽ ngưng tụ được Kim Ô Ấn. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua tia sáng lấp lánh đầy vẻ mong đợi. Kim Ô Ấn thành hình, có thể sánh được, thậm chí còn vượt qua cả Thất Huyền Bộ của thân Pháp Linh cấp, như vậy coi như đại thành rồi. Huyền Ảnh Vô Tung, Đại Nhật Tại Thiên, một khi thi triển sẽ có thể hóa Kim Ô thành mặt trời. Thực sự trở thành vầng dương trên trời, Đại Nhật Tại Thiên. Luyện kiếm thêm một lúc nữa vậy. Đưa tay ra chiêu gọi, tường vi trong cổ kiếm hạp nở rộ, táng hoa kiếm được hắn nắm trong tay. Keng. Chương 646 hàng gì? Cái gì là hàng? Lưu quang sáng rọi quanh thân kiếm, tựa như một dòng nước thu quét qua trước mắt hắn. Tàn hoa tung bay, chỉ có một kiếm bá kiếm đang không ngừng biến ảo trong tay hắn. Nói là một kiếm nhưng lại không chỉ có một chiêu, có thể quét bốn hướng, rung động tám phương, có thể chém mây bay, có thể chạm đến cửu thiên. Theo sự chuyển động của kiếm chiêu, bá khí liên miên không dứt, bao phủ trong kiếm ý khắp người của Lâm Nhất. Khi tỏ khi mờ, bá khí và kiếm ý tựa như đang không ngừng hòa hợp vào nhau, pha trộn thành một loại kiếm ý bá chủ hoàn toàn mới. Thu. Lâm Nhất khẽ hét một tiếng. Tán sạch bá khí toàn thân sau đó thoải mái thở một hơi dài. Uy lực bá kiếm mặc dù lớn, nhưng lại tiêu hao cực nhiều,
hắn chỉ tùy tiện múa vài đường mà đã không chịu nổi nữa. Bá kiếm như vậy khiến hắn luôn cảm thấy có chút khiếm khuyết, không thể một hơi luyện thành. Cứ luyện trước đã. Từ từ vuốt ve thân kiếm, hoa văn cổ xưa tự nhiên của táng hoa kiếm đang phát ra ánh sáng linh động lấp lánh, như có một đạo vận ẩn giấu bên trong nhưng rất khó để phát hiện. Táng hoa kiếm, thời gian ngưng trệ cũng hơi lâu rồi. Thở dài một hơi, trong lòng Lâm Nhất có chút bất đắc dĩ, mùi hương của bạch tàn hoa đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của tán hoa kiếm. Từ khi thăng cấp nó lên huyền binh trung phẩm đến nay, vẫn không thể tiến thêm bước nào. Ai? Lâm Nhất mặc trường sam đang vuốt ve thân kiếm khẽ nhíu mày. Nhướng mắt lên nhìn qua lại trông thấy Bạch Thu Thủy không biết đã đến đây từ lúc nào. Ngay lập tức thu kiếm vào vỏ, bước lên trước nói, Bạch Thành chủ âm thầm đến đây, e là đã phải đợi lâu rồi. Sóng mắt Bạch Thu Thủy đong đưa, vừa đánh giá Lâm Nhất vừa nói, ta cũng mới đến, xem ngươi luyện kiếm một lúc. Nàng ta rất bất ngờ, thiếu niên trước mắt này, không ngờ đã thực sự đi ra khỏi Thiên Thủy Quốc. Trong đế quốc Đại Tần này lại tìm được một chỗ đứng cho mình, vẫn phong thái đó, dường như chưa từng thay đổi. Nhưng một thân tu vi, quyền pháp và kiếm ý yêu nghiệt đến mức này, dường như hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Khiến Bạch Thu Thủy có chút đoán không ra, nhìn không thấu. Lâm Nhất cười nói, tài hèn sức mọn, trước mặt thành chủ vẫn rất kém cỏi vụng về. Bạch Thu Thủy lắc đầu nói, hà tất phải nói kém cỏi vụng về, ở Đại Tần đế quốc bây giờ, đệ tử ngoại môn có thể dễ dàng hạ gục Hạ Đằng Phi và Lâm Lam như ngươi thực sự không nhiều. Ngươi hiện tại có lẽ được xếp vào hàng thứ tư trong bảng xếp hạng của đế quốc, hơn nữa còn có tiền đồ sáng lạn, sau này có thể đạt đến thành tựu gì vẫn chưa thể nói chắc được. Hàng gì, cái gì là hàng, Lâm Nhất nghi hoặc hỏi. Bạch Thu Thủy cười nói, đây là quan sát của thương hội chúng ta, bọn họ đem những nhân tài trẻ tuổi của đế quốc Đại Tần phân thành 4 hàng lớn. Hàng thứ nhất đương nhiên là do Bát Đại Công Tử đứng đầu, 8 người này quá mức nổi tiếng. Mỗi người một vẻ và đều tài hoa xuất chúng khiến tất cả mọi người đều hâm mộ. Trong lòng Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, lời này quả không giả, những người đồng trang lứa khác và 8 công tử hầu như không thể so được. Chương 647 hạng 4. Trong cùng một cảnh giới, cho dù có 100 người cùng lên thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lấy một địch trăm. Đây là đánh giá của Lâm Nhất về 8 đại công tử của đế quốc. Sau khi chứng kiến cuộc chiến giữa Tứ Công Tử và Mạc La, đặt bọn họ xếp vào hàng thứ nhất là hoàn toàn phù hợp. Hàng thứ hai, là đệ tử chân truyền của các đại tông môn, Lăng Tiêu Kiếm Các của các ngươi được xưng là đệ tử bảng thiên, là những người có độ tuổi và tu vi gần bằng với 8 công tử. Nhưng trước sau vẫn kém một chút về phong thái, còn thực lực thì cũng cực kỳ bất phàm. Số lượng đại khái có khoảng tầm 40 người, cảnh giới đều từ huyền võ tầng thứ 8 trở lên. Hàng thứ ba, là những nhân tài nội môn của tứ đại tông môn, cảnh giới đều ở huyền võ tầng thứ 6 trở lên, ít nhất tu luyện một môn công pháp linh cấp. Ví như Vương Diễm và Hân Nghiên của Lăng Tiêu Kiếm các ngươi, đều thuộc vào hàng thứ ba. Còn về hàng thứ tư, là 10 người đứng đầu ngoại môn của các đại tông môn, những người còn lại đều không được tính. Bạch Thu Thủy rủ gì nói, đem hết nhân tài của đế quốc Đại Tần kể qua một lượt. Lâm Nhật tự ti cười nói, cũng tức là nói, ta mới miễn cưỡng được xếp vào danh sách mà thôi. Bạch Thu Thủy khẽ chu môi nói, có thể nói như vậy, nhưng tuổi của ngươi còn trẻ, mới 17. Giống như 8 công tử bọn họ, tuổi đều đã qua 20 rồi, cho ngươi thêm 3 năm thời gian nữa, ai biết được thế giới này sẽ thay đổi ra sao. 8 công tử bây giờ đều dừng chân tại cảnh giới huyền võ mà chưa thể thăng cấp, các đại tông môn lại không ngừng có người mới gia nhập. Chỉ cần bọn họ không thể đột phá được cảnh giới tử phủ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người phía sau thay thế. Lời của Bạch Thu Thủy khiến Lâm Nhất cảm thấy vô cùng mới mẻ, mở mang tầm mắt. Nghĩ lại quả thực là như vậy, tử phủ là một cái ngưỡng, ai có thể đột phá cảnh giới tử phủ thì người đó chính là người đứng đầu lớp thanh niên của đế quốc Đại Tần. Nhưng nếu như không thể đột phá, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Thành chủ cảm thấy. Trong 8 công tử, ai là người có khả năng sẽ đi đầu đột phá trước nhất? Bạch Thu Thủy cười khẽ, đại hoàng tử công tử Phi Vũ, công tử Lưu Thương của Huyền Thiên Tông, công tử Thủy Nguyệt của Ma Nguyệt Sơn Trang,
ba người này cũng được. Lâm Nhất đọc thầm qua một lần, ngoại trừ đại hoàng tử công tử Phi Vũ, hắn đều đã gặp hai người còn lại. Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tính mạng của bổn thành chủ sẽ giao cho ngươi bảo vệ. Bạch Thu Thủy vội vã quay lại, nói xong rồi cười rời đi. Hạng 4. Tính ra chỉ mới vào kiếm các được 4 tháng, có thể xếp hạng 4 đã không dễ dàng rồi. Những người có thể lọt vào bảng xếp hạng còn lại cũng vào tông ít nhất hơn 1 năm. Chương 648 thế mà nói chết là chết ngay. Sáng sớm hôm sau, 8 người trong đó có Lâm Nhất, Tiêu Nhiên và Bộ Trần đi theo đội ngũ cao gia hộ tống đám người Bạch Thu Thủy tiến thẳng về phía rừng già huyết cốt. So với cái tên âm u và đáng sợ, phong cảnh ở rừng già huyết cốt lại khiến người ta khá bất ngờ. Nơi đây không có máu đọng thành vũng hay xương chất thành đống, ngược lại tràn ngập linh khí, cây cối xanh tươi, tưởng chừng như một vùng đất phong thủy quý báu rộng lớn. Lâm Nhất cưỡi huyết long mã đi theo phía sau đội ngũ, chịu trách nhiệm bảo vệ phía sau. Trong đội ngũ không phải anh tài tông môn thì là cao thủ của cao gia, không một ai bị khung cảnh ở rừng già huyết cốt làm cho mê hoặc. Tất cả họ đều cảnh giác và thận trọng, thậm chí còn lặng lẽ thi triển công pháp, không dám sơ suất. So với dãy núi Ma Vân, nơi đây có phong cảnh tuyệt thật. Lâm Nhất ngắm nhìn rừng già huyết cốt rồi rào linh khí, ánh nắng chan hòa, cây cối xanh nhẹ giọng khen ngợi. Hai canh giờ trôi qua, mọi thứ vẫn êm đềm, sóng yên biển lặng. Thỉnh thoảng có vài con yêu thú không có mắt xuất hiện, không cần đám người Lâm Nhất ra tay, hộ vệ cao gia đã dễ dàng giải quyết. Có vẻ như rừng già huyết cốt cũng không nguy hiểm lắm nhỉ. Vẫn chưa đi sâu vào trong, cẩn thận một chút cũng không có hại gì. Có hộ vệ cao gia nhẹ giọng tán gẫu với nhau, trong lời nói đã giảm bớt cảnh giác. Nhưng ngay khi hai người này vừa dứt lời, phía trước đội ngũ lập tức trở nên hỗn loạn. Có người chết. Lâm Nhất cau mày, vỗ nhẹ vào cổ huyết long mã, sau đó biến thành một tia chớp lao về phía trước. Có người chết. Chẳng ai ngờ được sau hai canh giờ đi đường sóng êm gió lặng lại đột ngột xảy ra biến cố, bảo chết người là chết người. Ngoài 8 anh tài tông môn, đội hộ tống chỉ có hơn 30 cao thủ của cao gia. Đường còn rất xa, còn lâu mới đi sâu vào bên trong rừng già huyết cốt, không thể để có người chết được. Khi Lâm Nhất thúc ngựa chạy đến thì thấy một người nằm dưới đất, Bộ Trần của Huyền Thiên Tông và Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang đang kiểm tra thi thể. Người chết là một cao thủ có tu vi huyền võ tầng 3 của cao gia. Với thực lực này, dù ở quận Tần Thiên cũng không hẳn là kẻ yếu. Thế mà nói chết là chết ngay. Bạch Thu Thủy nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng, e rằng chuyến đi này sẽ không được thuận lợi lắm. Lâm Nhất xuống ngựa, bước tới trước thi thể, người nọ chết trong tình trạng cực kỳ thê thảm, mặt mũi đen thui, tay chân cứng ngắc, triệu chứng chết vì trúng độc rất rõ ràng, thi thể có vẻ hơi kỳ quái. Chương 649 bất diệt kim cương ấn. Hắn vừa định tiếp tục quan sát, Bộ Trần đột nhiên hỏi, không biết Lâm công tử có cao kiến gì không? Nghe vậy, Bạch Thu Thủy và Tiêu Nhiên đều bất giác nhìn sang Lâm Nhất. Cao kiến. Hắn chưa từng tới rừng già huyết cốt, chỉ có thể nhìn ra là chết vì trúng độc, chưa quan sát kỹ thì sao có thể có cao kiến gì. Trong lời nói của Bộ Trần có vẻ như đang nhằm vào hắn. Lâm Nhất lắc đầu, ngoài triệu chứng trúng độc, ta cũng không biết được gì. Bạch Thu Thủy quay đầu lại hỏi, ta cũng không nhìn ra, không biết Bộ công tử có phát hiện gì không. Bạch tiểu thư, hung thủ là con vật này. Bộ Trần xòe tay ra, một con nhện đen to bằng móng tay út xuất hiện, thoạt nhìn không có gì nổi bật. Để ta xem. Bạch Thu Thủy đi tới bảo. Đừng, đây là huyết cốt độc chu, hãy nhìn 8 chân của nó. Ở cuối mỗi chân đều có một vết máu cực độc, nếu dính phải sẽ chết ngay. Nếu gặp loại nhện độc này, về cơ bản cho thấy chúng ta đã sắp rời khỏi bìa rừng. Bộ Trần đưa tay ngăn cản, nói xong, con nhện độc trên tay hắn ta lập tức biến thành bột phấn. Không hổ là công tử Bộ Trần, quan sát kỹ càng và biết rất nhiều thứ. Ta đã từng nghe nói về huyết cốt độc chu, đừng thấy nó nhỏ mà nghĩ bình thường, thật ra nó rất độc. Nó hút máu người, thủy hỏa bất xâm,
không ngờ công tử Bộ Trần lại có thể nhẹ nhàng biến nó thành bột phấn, thật khó lường. Các anh tài tông môn khác nhìn Bộ Trần, lên tiếng khen ngợi. Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang cười nhẹ, không đơn giản vậy đâu, tránh sang một bên hết đi, Bộ Trần huynh còn phát hiện khác nữa. Bạch Thu Thủy nghi hoặc, chuyện gì vậy? Vẻ tự tin thoáng qua trong mắt Bộ Trần, hắn ta cười bí ẩn, Bạch Tiểu Thư đợi lát nữa sẽ biết ngay. Lâm Nhất rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi khó hiểu, Bộ Trần phát hiện ra nhện độc trước hắn, đã vậy còn giấu trong tay mình, sau đó cố tình hỏi hắn có cao kiến gì không? Không biết hắn ta có ý gì? Mọi người nghe lời lùi về sau khi lùi lại 100 mét. Chân nguyên phun trào, Phật uy tràn ngập trong không khí, khí tức cuồng bạo trên người hắn ta không ngừng sao động. Bộ Trần quát nhẹ một tiếng, đột nhiên tung một cú đấm từ xa về phía người chết. Mọi người hoảng sợ, vội vàng thốt lên, không được. Người chết là lớn nhất, sao có thể phá hủy thi thể? Bùm! Nhưng âm thanh kia chưa vang lên, thi thể đã bị cú đấm của hắn ta làm nổ tung. Trong tiếng nổ, vô số con nhện độc văng ra từ trong thi thể. Không ai ngờ trong thi thể lại chứa nhiều huyết cốt độc chu như vậy. Hàng trăm, hàng nghìn con, lít nha lít nhít, nhìn mà thấy sởn cả gai ốc. Các đệ tử Cao gia lập tức thoảng thốt kêu lên, sợ đến mức mặt không còn chút máu. Cho mèo, nổ đi. Bộ Trần hừ một tiếng, khi những con nhện độc sắp bò ra xung quanh, hai tay hắn ta kết ấn, tỏa ra vầng sáng óng ánh. Ánh sáng rực rỡ tụ lại giữa 10 ngón tay. Bất diệt kim cương ấn. Bùm. Hai tay đẩy về trước, những con huyết cốt độc chu bị vầng sáng tỏa ra làm chấn động, ngay lập tức bị nghiền thành cho bụi. Phật uy ngập tràn trong không khí, Bộ Trần đứng trong vầng sáng, mái tóc dài tung bay, nét mặt lạnh lùng mang lại cho người ta cảm giác nghiêm trang. Chương 650, cũng có chút tiến bộ. Mạnh quá. Đây chính là Long Hổ Quyền sao? Hình như nó còn thuần túy hơn so với Lâm Công Tử thi triển ngày hôm qua. Lâm Công Tử dùng kiếm ý hỗ trợ Long Hổ Quyền, chung quy vẫn không thể so sánh với Phật uy hỗ trợ, chính tông cơ mà. Trong mắt rất nhiều cao thủ Cao gia và các anh tài tông môn khác đều lộ vẻ chấn động. Bạch Thu Thủy dẫn Dược Đồng đi tới trước, đa tạ Bộ Công Tử đã ra tay giúp đỡ, nếu không đến khi nhện độc bò ra ngoài, hậu quả sẽ rất khó lường. Nhện độc này thật đáng sợ, không ngờ nó còn có thể chui vào thi thể, nghĩ thôi đã thấy sởn tóc gáy. Nếu chúng ta tiếp tục mang thi thể đi theo, chỉ sợ một nửa trong số chúng ta sẽ bị lây nhiễm. May mà nhờ Bộ Công Tử cẩn thận. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng đi tới nói cảm ơn. Bộ Trần xua tay, Bạch Tiểu Thư không cần cảm ơn, nếu ta đã nhận nhiệm vụ thì đương nhiên phải bảo vệ chu toàn. Nếu không nhìn ra được gì, chỉ biết là chúng độc mà không biết cụ thể ra sao, như thế sao có thể tính là dốc hết toàn lực. Bạch Thu Thủy rời mắt, như có như không nhìn về phía Lâm Nhất thì phát hiện hắn đã đi mất. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã quay lại phía cuối đội ngũ, ngồi trên lưng huyết long mã cầm ly rượu uống một mình. Làm phiền hai vị rồi, tiếp tục đi thôi. Bạch Thu Thủy chân thành thi lễ với Bộ Trần và Tiêu Nhiên, sau đó dẫn mọi người tiếp tục đi về trước. Tiêu Nhiên nhìn Bộ Trần, có vẻ như tối qua Bộ Huynh đã có đột phá rất lớn, Long Hổ Quyền dường như đã tiến thêm một bước. Bộ Trần chẳng nói đúng sai, chỉ đáp cũng có chút tiến bộ. Tiêu Nhiên liếc nhìn Lâm Nhất ở đằng sau, nhỏ giọng nói, hình như Lâm Nhất đang cố tình tránh huynh mỉa mai, không nói câu nào cả. Bộ Trần hơi thất vọng, ta cũng hy vọng hắn sẽ ngông cuồng như hôm qua, để hắn được chứng kiến thực lực của ta và ngươi. Chúng ta khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng cũng không thể để một mình hắn độc chiếm sự nổi bật. Tiêu Nhiên gật đầu, không sai, Bạch Thu Thủy này có vẻ khá bí ẩn, có bối cảnh thương hội rất lớn. Nếu có thể thu hút được nàng ta, việc này nhất định sẽ có lợi cho cả huynh và ta. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng không cần phải gấp gáp. Đường còn rất xa, còn rất nhiều cơ hội để cho nàng ta biết cái gì mới thật sự là nhân tài tông môn. Trong mắt Bộ Trần lóe qua tia sáng, hắn ta hết sức tự tin. Hai người nhảy lên lưng ngựa, lại tới phía trước đội ngũ, đi song song với Bạch Thu Thủy để dẫn đường. Đúng như Bộ Trần đã nói.
Sau cuộc phong ba của huyết cốt độc chu, mọi người dần dần cách xa bìa rừng. Họ bắt đầu chính thức đi sâu vào trong rừng già huyết cốt, môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh lẽo u ám, tĩnh mịch ngột ngạt, tràn ngập hơi thở nguy hiểm và quỷ dị. Rừng già huyết cốt cũng bắt đầu thể hiện bộ mặt đáng sợ và dữ tợn của nó. Mới đi hơn 100 dặm, đội ngũ Cao gia đã bị mấy đợt yêu thú tấn công. Chương 651 Họa Long Điểm Tinh. Mức độ nguy hiểm dần lên cao, dần dần cũng không thể tránh khỏi thương vong. May mà Bộ Trần và Tiêu Nhiên có thực lực rất mạnh, Long Hổ Quyền của Huyền Thiên Tông và Thủy Ảnh Kiếm Pháp của Ma Nguyệt Sơn Trang giảm mức độ thương vong xuống thấp nhất. Bạch Thu Thủy và các dược đồng của nàng ta không có ai chết, họ chỉ cảm thấy hơi sợ hãi. Họa Long Điểm Tinh. Đợt yêu thú thứ 5 là một bầy hỏa văn báo, cảnh giới huyền võ tầng 5, số lượng gần 20 con. Tốc độ của chúng cực nhanh, lao nhanh qua trong khu rừng tĩnh mịch bí ẩn như một ngọn lửa. Chúng khiến đội hộ vệ Cao gia không trở tay kịp, đội hình lập tức bị phân tán. Khi thấy 4, 5 con hỏa văn báo đang lao về phía Bạch Thu Thủy đứng ở đầu đội ngũ. Bộ Trần giận dữ hét lên, bật nhảy lên không trung rồi bay ngang qua trên đầu mọi người. Hai tay hắn ta xoay tròn như cối xay, tựa như là lấy tay làm bút, lấy khí thế rồng hổ làm mực nước để vẽ ra hai bức tranh. Khí thế hỗn độn, mông lung xoay chuyển quanh người hắn ta, còn có một khí tức đáng sợ tích tụ trong bóng tối, lộ ra vẻ bí ẩn khó lường. Họa Long Điểm Tinh. Đến khi tiếp đất, hắn ta siết chặt năm ngón tay lại rồi tung một cú đấm. Khí thế hỗn độn tích tụ ở xung quanh hồi lâu, ngưng tụ thành luồng chân nguyên dồi dào, phát ra tiếng động rất lớn. Lại là một con long ảnh oai phong dũng mãnh có thân xác, khi quyền mang bắn ra, tưởng chừng như hắn ta thật sự đang vẽ rồng điểm mắt. Khí thế khủng khiếp càn quét xung quanh, long ảnh ngưng tụ từ quyền mang vừa hét vừa lao đi. Bùm! Năm con hỏa văn báo đang nhào tới lập tức bị cú đấm của hắn ta làm cho sợ vỡ mật. Cuối cùng không đứng dậy nổi. Những con hỏa văn báo còn lại nhìn thấy cảnh này đều sợ chết khiếp. Chúng không dám tấn công tiếp nữa, tức khắc giải tán, bỏ chạy tán loạn như ngọn lửa bùng cháy. Cả đội hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, không có ý định đuổi theo. Ở phía cuối đội ngũ, Lâm Nhất thấy vậy thì phất tay bỏ đi đạn chỉ thần kiếm đang định thi triển. Long Hổ Quyền có tổng cộng 9 thức, lần lượt là Long Hổ Sinh Uy, Long Hành Hổ Bộ, Long Phi Hổ Khiêu, Thần Long Bãi Vĩ, Họa Long Điểm Tinh, Tường Long Tại Thiên, Tàng Long Ngọa Hổ, Bách Thú Lai Triều, thức thứ 9 và cũng là thức cuối cùng, Hàng Long Phục Hổ. Mỗi thức đều vô cùng mạnh, nếu kết hợp với Kim Cương Ấn, Phá Không Ấn, Phục Ma Ấn và Chư Thiên Ấn sẽ có uy lực mạnh hơn nữa. Lâm Nhất khá chú trọng việc tu luyện 4 ấn này cùng với Long Hổ Quyền và Thất Huyền Bộ. Ngoại trừ 3 thức đầu tiên, tạm thời hắn chỉ tu luyện. Thức thứ 4 là Thần Long Bài Vĩ. Thức thứ 5 Hoa Lang Điểm Tinh chỉ hiểu sơ sơ chưa đạt đến đại thành. Vừa thấy Bộ Trần thi triển, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu. Chương 652 đúng là không để ý thật. Mặc dù cú đấm này có uy thế rất lớn, nhưng hình như hắn ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hết ý nghĩa sâu xa của nó. Nếu gắng gượng thi triển, gặp kẻ yếu thì còn có thể thắng được, nhưng nếu gặp kẻ mạnh thì không được ổn lắm. Sơ hở vẫn còn hơi nhiều, Bộ Trần khá gấp gáp. Nhưng Bạch Thu Thủy đã an toàn, đương nhiên hắn sẽ không lo nhiều quá, bèn đưa tay ra kéo một đệ tử Cao gia bị cắn bị thương lên. Không sao chứ, huynh đệ. Đệ tử Cao gia này có một vết cắn ở bụng, vết thương trông rất đáng sợ, sau khi băng bó, vẻ mặt hắn ta vẫn rất đau đớn. Nhưng lại cắn răng cố không kêu ra tiếng. Thấy Lâm Nhất đưa tay, người ấy hơi giật mình, hiển nhiên rất ngạc nhiên anh tài tông môn cao ngạo lại để ý đến con cháu gia tộc quyền thế ở những nơi này. Đa tạ Lâm công tử. Hắn ta nắm lấy tay Lâm Nhất, mượn lực để đứng lên. Tên ngươi là gì? Tại hạ là Cao Du, con cháu dòng thứ của Cao gia. Lên ngựa của ta đi, vết thương của ngươi không nghiêm trọng. Có thể tiếp tục lên đường. Nhưng nếu bước đi nhất định sẽ ảnh hưởng đến vết thương, sau này sẽ khó chữa lành. Thật sự có thể sao? Cao Du hiển nhiên không dám tin.
Lâm Nhất gọi Huyết Long Mã tới, duỗi tay cầm lấy dây dắt ngựa rồi đưa cho Cao Du, chuyện nhỏ thôi, con ngựa này hơi hung hăng, người nhớ giữ chặt một chút. Sau khi Cao Du ngồi vững, nhìn về phía trước thì thấy Bộ Trần và Tiêu Nhiên đang trò chuyện với Bạch Thu Thủy. Nhất là Bộ Trần, một tay hắn ta tạo hỏa long điểm tinh, đánh chết 5 con hỏa văn báo khiến mọi người đều chấn động. Trong mắt hắn ta khó giấu được vẻ tự mãn. Lâm công tử, tại hạ có lời này không biết nên nói hay không. Do dự một lúc, Cao Du ngồi trên lưng Huyết Long Mã cắn răng hỏi. Lâm Nhất đáp, cứ nói đi. Trên đường đi, ta thấy Bộ Trần và Tiêu Nhiên luôn cố ý nhắm vào Lâm công tử, dường như nhất định phải phân cao thấp với Lâm công tử vậy. Lẽ nào công tử không cảm nhận được sao? Có cảm nhận được một chút. Lâm Nhất không phải kẻ ngốc, tuy không biết nguyên nhân nhưng hắn cũng nhận ra được. Lâm công tử có điều không biết, Bạch tiểu thư kia đến gia chủ nhà ta cũng không dám đắc tội, cực kỳ cung kính, vậy nên lai lịch của nàng ta chắc chắn không nhỏ, hôm qua nàng ta lại rất xem trọng Lâm công tử, đối xử cũng khác. Cao Du hơi lo lắng, sau đó nói, hôm qua ta thấy lúc ở sàn diễn võ, Bạch tiểu thư khen ngợi Lâm công tử, Bộ Trần và Tiêu Nhiên lập tức biến sắc. Lẽ nào công tử không để ý à? Đúng là không để ý thật. Nếu là người có cấp bậc như tám công tử đứng bên cạnh hắn, muốn không chú ý cũng khó. Chương 653 chỉ là hơi rắc rối thôi sao? Nhưng chỉ là Tiêu Nhiên và Bộ Trần, hắn không suy nghĩ nhiều nên đương nhiên sẽ không chú ý. Hóa ra là vì Bạch Thu Thủy, một vài thắc mắc trong lòng Lâm Nhất lúc này đã được giải đáp. Hai người đang trò chuyện thì ba người phía Bạch Thu Thủy, Bộ Trần và Tiêu Nhiên đi tới. Lâm Nhất, công tử Bộ Trần và công tử Tiêu Nhiên đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi lên đường, ý ngươi thế nào? Sau khi ba người đến gần, Bạch Thu Thủy hỏi Lâm Nhất. Mấy đợt tấn công của những yêu thú trước đó vẫn còn ổn, nhưng đợt tập kích bất chợt của Hỏa Văn Báo không chỉ khiến rất nhiều đệ tử của Cao gia bị thương và chết. Thậm chí dược đồng của Bạch Thu Thủy cũng bị thương khá nhiều, không nghỉ ngơi không được. Lâm Nhất gật đầu, đúng là cần phải nghỉ ngơi một lát, ta không có ý kiến. Bộ Trần nhìn Cao Du đang ngồi trên lưng Huyết Long Mã, hơi cao mày, Lâm Nhất, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Bạch Thu Thủy tiểu thư và dược đồng của nàng ấy chứ không phải đệ tử Cao gia, ngươi đừng quên nhiệm vụ chính, vừa nãy Bạch tiểu thư suýt nữa bị thương đấy. Tiêu Nhiên tiếp lời, chú ý một chút. Lần sau đừng như vậy nữa. Trước mặt Bạch Thu Thủy, hai tên như người dẫn đầu, dạy cho Lâm Nhất một bài học rồi đưa ra nhận xét. Lúc trước Lâm Nhất cũng không hiểu là chuyện gì lắm, bây giờ đã biết đương nhiên hắn cũng không so đo với hai người này. Hắn một lòng hướng tới võ học, khao khát đạt đến đỉnh phong trên con đường võ thuật, sao có thể ghen với người ta vì một nữ tử chứ? Lâm Nhất suy tư, vừa nãy quả thật rất nguy hiểm. Không có họa long điểm tinh của Bộ Trần huynh thì đúng là hơi rắc rối. Chỉ là hơi rắc rối thôi sao? Tiêu Nhiên không cho là vậy, cười nhẹ một tiếng, khẩu khí của Lâm Nhất này không nhỏ. Nếu không có họa long điểm tinh của Bộ Trần thì đâu chỉ là một chút rắc rối, 5 con hỏa văn báo cùng xông tới thì Bạch Thu Thủy không chết cũng sẽ bị thương nặng. Bộ Trần vô cùng tự tin về họa long điểm tinh mà mình mới lĩnh ngộ đêm qua, bây giờ nghe Lâm Nhất nói vậy. Đương nhiên trong lòng sẽ thấy hơi khó chịu. Ta quên mất Lâm huynh cũng luyện Long Hổ Quyền, huynh cũng biết chiêu họa long điểm tinh này. Trong mắt Bộ Trần lóe lên tia sắc bén, hắn ta trầm giọng hỏi. Lâm Nhất lắc đầu, không biết. Cả chín thức của Long Hổ Quyền hắn đều coi như miễn cưỡng thành thạo, nhưng nếu chiêu pháp chưa đạt đến đại thành, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng. Với tiêu chuẩn riêng của Lâm Nhất thì có nghĩ là không biết. Hắn cũng sẽ không hấp tấp thi triển trong lúc chiến đấu. Tất cả đều còn sơ sót, một khi bất cẩn sẽ dẫn tới họa lớn. Họa long điểm tinh của hắn mới chỉ đạt tiểu thành, so với sơ thành của đối phương thì mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải quá lợi hại. Hắn chỉ sử dụng 4 chiêu long hổ sinh uy, long hành hổ bộ, phi long hổ khiêu và thần long bãi vĩ để chiến đấu với kẻ khác. Chương 654 người thật sự có thực lực đều không huênh hoang đâu. 4 chiêu này của hắn đã đạt đến đại thành, thậm chí 3 chiêu đầu có thể nói là đã đạt đến viên mãn đỉnh phong. Trong mắt Bộ Trần hiện lên vẻ, ta biết mà,
hắn ta dửng dưng nói, nếu không biết thì ít nói lại đi. Họa long điểm tinh đâu dễ tu luyện, hắn ta lĩnh ngộ hơn nửa năm, đến đêm qua mới miễn cưỡng đạt sơ thành. Đệ tử ngoại môn chỉ dựa vào một số bản thiếu để tu luyện, lại không được tiền bối chỉ dẫn, biết được mới lạ. Giọng của hai người không lớn, cũng không thể nói là gay gắt. Nhưng hầu hết mọi người trong đoàn đều nghe ra được ý của Bộ Trần, tiếng xì xào bàn tán truyền ra. Phải dựa vào Bộ Trần và Tiêu Nhiên thôi, hôm qua hai người họ khiêm tốn, không ngờ thực lực lại mạnh đến vậy. Người thật sự có thực lực đều không huênh hoang đâu. Đúng vậy, hôm qua Lâm Nhất đánh hạ Đằng Phi và Lâm Lam mà người toàn máu, hiển nhiên không bằng Tiêu Nhiên và Bộ Trần. Nhất là Bộ Trần, chiêu họa long điểm tinh vừa nãy ta nhìn mà chố mắt. Quá mạnh, năm con hỏa văn báo mà một quyền đã giết hết, đúng là không thể tin được. Lâm Lam và Hạ Đằng Phi cộng lại cũng chẳng đủ cho một mình hắn ta đánh. Có Bộ Trần ở đây, nhiệm vụ lần này của chúng ta chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Cho dù gặp phải tán tu cũng không cần sợ. Bộ Trần nghe những lời bàn tán này mà lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra. Hắn ta liếc quanh một lượt rồi nhìn Bạch Thu Thủy, Bạch Tiểu Thư, nếu Lâm Công Tử không phản đối thì chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Được. Bạch Thu Thủy khẽ mỉm cười, tựa như đóa hoa thủy tiên nở rộ, tươi tắn tinh tế khiến người ta có ý nghĩ viển vông. Sau khi ba người đi, Cao Du nhìn một bụng tức mới chửi mắng, trong mắt hai tên này chỉ có nữ nhân, mạng của đệ tử Cao gia chúng ta không phải mạng à. Khi nói chuyện, Tiêu Nhiên và Bộ Trần thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào hắn ta, chỉ nhìn bằng đuôi mắt. Nói ngay trước mặt hắn ta mà cũng chẳng hề kiêng kỵ hay ngại ngùng. Lâm công tử, ta thay công tử cảm thấy không đáng. Cao Du buồn bực nói, vừa nãy khi hỏa văn báo tấn công, mọi người chỉ nhìn thấy Bộ Trần dùng một quyền đánh chết năm con. Nhưng lại không để ý đến Lâm Nhất bọc hậu đằng sau, không cho hỏa văn báo xông lên từ phía sau. Nhưng Cao Du ở sau nên nhìn thấy rất rõ. Xứng hay không xứng đáng không quan trọng, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Thản nhiên đáp lại một câu, Lâm Nhất nhắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ lúc nghỉ ngơi thì sử dụng Tử Diên kiếm quyết khôi phục chân nguyên. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ đoàn lại lên đường xuất phát. Tiến vào nơi sâu trong rừng già huyết cốt, đi sâu vào trong, băng qua rất nhiều con đường nhỏ bí mật, rất nhiều con đường trải đầy gai, chưa có ai đi vào nên cần dùng tay mở đường. Chương 655 thân pháp tuyệt quá. Sau khi đi được hơn 20 dặm, Lâm Nhất chợt cảm nhận được linh khí thiên địa nồng đậm trong khu rừng sâm thẳm. Sắp đến rồi à? Quả nhiên Bạch Thu Thủy đi đầu chợt lóe lên vẻ hưng phấn trong mắt, nàng ta nhẹ giọng nói, sắp đến rồi, mọi người cố gắng lên nhé. Phù! Nhân tài tông môn và đệ tử Cao gia đều thở phào nhẹ nhõm, chặng đường này quả không dễ dàng chút nào. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Khoảng 5 phút sau, trăm hoa đua nở, cả một thung lũng mênh mông tím đỏ rực rỡ, linh khí ngập tràn xuất hiện trước mặt mọi người. Thung lũng vô tận, gần như không nhìn thấy điểm cuối cùng, giống như một biển hoa, vô cùng chấn động. Dưới linh khí nồng đậm, trong rừng hoa mọc lên rất nhiều linh thảo. Cỏ ngân hoàn, quả kim tuyến, hoa tử tinh, quả vô hoa, cây lưu ly, số lượng nhiều đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Linh khí dồi dào khoáng đạt hội tụ trên thung lũng tạo thành từng đám mây mù, giống như lụa mỏng, từng sợi thấp thoáng như ẩn như hiện, cảnh tượng đẹp dễ làm say lòng người. Cuối cùng cũng đến. Một tia vui mừng lóe lên trong mắt Bạch Thu Thủy, hai vị công tử, chỉ sợ thung lũng này sẽ không được yên ổn, nhờ cậy vào hai vị nhé. Tiêu Nhiên gật đầu, linh khí ở đây ôn hòa, chắc cũng không có quá nhiều yêu thú hung tợn. Bộ Trần nhìn quanh một lượt, bình tĩnh nói ta đi kiểm tra, nếu không có quá nhiều rắc rối, Bạch Tiểu Thư có thể cho dược đồng vào được. Vậy phiền công tử rồi. Chuyện nhỏ thôi. Bộ Trần giả vờ điềm nhiên, cười thoải mái rồi thi triển thân pháp tinh diệu của Huyền Thiên Tông. Tựa như đi trên không, nhảy vài lần đã vào trong vườn hoa. Người hắn ta nhẹ như bướm lượn, thấp thoáng nhưng lại có khí thế rồng hổ, một nhành hoa cũng không bị nát. Thân pháp tuyệt quá. Những nhân tài tông môn và con cháu Cao gia đều sáng mắt,
không kìm được lời khen ngợi. Bịch bịch bịch. Không lâu sau, bộ trần của Huyền Thiên Tông lại quay về chỗ cũ. Hắn ta nói với mọi người, hầu như không có gì nguy hiểm, nhưng trong thung lũng có rất nhiều ong độc, mọi người đừng xem nhẹ. Bạch Thu Thủy trầm tư, vào đi. Như bộ trần đã nói, yêu thú trong thung lũng không nhiều, ngoài ong độc ra thì hầu hết những loài vật khác đều hiền lành. Nếu không chủ động động đến chúng gì thì sẽ không có phiền phức. Dược đồng của Bạch Thu Thủy hứng khởi, thi thoảng lại truyền đến tiếng hô phấn khích. Chương 656 nếu bị đốt thì cũng rất phiền. Hiển nhiên linh cốc bí mật chưa ai đặt chân tới có rất nhiều linh dược, tuổi thọ rất lâu đời. Mặc dù chuyến đi này vất vả, thương vong rất nhiều, Bạch Thu Thủy phải trả cái giá không nhỏ nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều. Phốc! Trong thung lũng, Lâm Nhất phất tay tùy ý, vài sợi kiếm khí tử diên bay qua không trung, bầy ong độc đang vo ve nhảy múa trên không trung bị kiếm mang nghiền nát thành bột. Đi dạo nhàn nhã trong linh cốc, trong lòng Lâm Nhất khá cảm khái. Lai lịch của Bạch Thu Thủy quả thật rất bí ẩn, bảo địa chưa từng có ai đặt chân đến mà nàng ta lại biết. Đảo mắt một lượt phát hiện dược đồng đều có tay nghề rất cao, không đơn thuần chỉ là hái thuốc. Họ cẩn thận nhổ cả gốc rễ, cho vào chậu hoa mình mang theo. Lâm Nhất ở thảo mộc đường cả tháng nên vừa nhìn là biết, bọn họ làm vậy là định mang về để trồng tiếp. Trồng linh dược hoang dã không phải chuyện dễ dàng. Càng là linh dược hoang dã chân quý càng kén môi trường sinh trưởng, muốn sao chép giống hệt trong môi trường khắc nghiệt là điều rất khó. Hình như đây không phải điều mình cần lo lắng. Lâm Nhất cười tự giễu, hắn ngắt một cánh hoa, đưa lên mũi khẽ ngửi. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ôn hòa, thanh thản. Vút! Đột nhiên Lâm Nhất mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạ thường. Táng hoa kiếm trong hộp đựng kiếm trên lưng hơi rung lên, dường như có thứ gì đó thu hút nó ở chỗ sâu trong linh cốc này. Đây là điều chưa từng xảy ra. Là hương hoa sao? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, hắn quay người đi về phía Bạch Thu Thủy. Bộ Trần và Tiêu Nhiên đứng cạnh Bạch Thu Thủy như hai tên thần giữ cửa. Có lẽ hai người họ đã coi mình là sứ giả hộ hoa, nhưng bên rìa thung lũng đều là yêu thú hiền lành, ôn hòa. Không quá nguy hiểm. Hoàn toàn không cần phải làm quá lên thế này. Chỉ bằng quan tâm đến những dược đồng đang hái thuốc, sợ họ không cẩn thận sẽ gặp phải ong độc. Nếu bị đốt thì cũng rất phiền. Lâm Nhất, huynh không đi bảo vệ dược đồng, chạy về đây làm gì? Bộ Trần hơi cau mày, bất mãn nói. Tiêu Nhiên cười rửng rưng, nhẹ giọng bảo, Bạch Tiểu Thư có hai chúng ta bảo vệ rồi. Lâm Nhất huynh không cần phải nghĩ nhiều. Lâm Nhất không để ý đến hai người họ mà chỉ nói với Bạch Thu Thủy, ta muốn đi sâu vào trong linh cốc xem thế nào, mong Bạch Tiểu Thư đồng ý. Chương 657 thơm thật. Bạch Thu Thủy cau mày, lo lắng nói, Lâm Nhất, ta cũng không biết nhiều về nơi sâu trong thung lũng này, chỉ dám hái thuốc ở rìa thung lũng. Người đi vào đó mà gặp nguy hiểm gì sẽ rắc rối to đấy. Nếu Lâm huynh muốn vào thì khẳng định cũng đã chắc chắn, Bạch Tiểu Thư không cần lo lắng. Lâm Nhất còn chưa lên tiếng, Bộ Trần đã mỉm cười nói trước. Tốt nhất tiểu tử này hãy đi xa một chút, vừa nãy Bạch Thu Thủy lén nhìn Lâm Nhất mấy lần khiến Bộ Trần và Tiêu Nhiên đứng bên cạnh mà thấy hơi ngượng ngùng. Hai người đứng gần như vậy mà Bạch Thu Thủy cũng chẳng nghiêm túc nhìn bọn họ được mấy lần. Lâm Nhất đi qua đi lại chỗ dược đồng. Thì thoảng ánh mắt Bạch Thu Thủy lại nhìn hắn. Tiêu Nhiên nói tiếp, nếu Lâm huynh muốn mạo hiểm thì để huynh ấy đi đi. Ở rìa thung lũng này có ta với bộ huynh cũng đủ để bảo vệ Bạch Tiểu Thư chu toàn. Nhưng, Bạch Thu Thủy còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Nhất đã bước đi, không nhiều lời. Không lâu sau, bóng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của ba người, biến mất trong thung lũng hoa. Giữa muôn ngàn đóa hoa. Lâm Nhất đi vào nơi sâu trong linh cốc, càng đi càng xa, hương thơm độc lạ của hoa thoảng qua chóp mũi, đi giữa rừng hoa lại càng ngửi thấy rõ hơn. Xem ra đúng là hương hoa đã thu hút táng hoa kiếm. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia mong chờ, tốc độ của hắn không khỏi tăng nhanh hơn. Hắn rất tò mò là hương hoa gì có thể khiến cho táng hoa kiếm chủ động rung lên như thế.
lẽ nào là vua của các loài hoa? Táng hoa kiếm có lai lịch phi thường, ngưng luyện từ thần thuật thượng cổ, khẳng định từng có huy hoàng của nó. Chỉ là trải qua thời gian dài, linh khí cạn kiệt, đạo vận không còn nên mới trở thành như bây giờ. Bây giờ táng hoa kiếm dưới sự nuôi dưỡng của hương hoa mới chỉ là binh khí cấp huyền trung phẩm. Thanh kiếm này ở trong tay hắn đã lâu. Nhưng chưa bao giờ rung chuyển, bây giờ lại rung lên một cách khó hiểu trong linh cốc, chắc chắn phải có thứ thu hút nó. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm nghị, không dám lơ là. Hắn tìm kiếm hương hoa sâu trong linh cốc, bất giác đã đi hơn 20 dặm. Quay đầu nhìn lại đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng phía Bạch Thu Thủy bên rìa thung lũng, biển hoa mênh mông trải dài vô tận. Thơm thật, có đủ loại hương hoa trong muôn ngàn loài hoa, với các khí chất khác nhau, thơm nồng, thoang thoảng, hòa quyện vào nhau. Rất khó để phân biệt một mùi hương hoa duy nhất, nhưng mùi hương này khá đặc biệt. Chỉ cần ghi nhớ thì sẽ không thể nào quên, lắng động và say lòng người. Cuộc hành trình 20 dặm này đầy rẫy nguy hiểm. Chương 658 rốt cuộc chúng đang sợ thứ gì? Rắc rối lớn nhất với Lâm Nhất là loài ong độc màu đen, nó to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, toàn thân cứng như sắt, kiếm khí tử diên đã hóa thành thực thể cũng không thể tiêu diệt được nó trong một lần. Hắn buộc phải dồn toàn bộ kiếm ý vào đó, tiêu hao một lượng chân nguyên mới có thể tiêu diệt. Còn có một loài chim bay lượn phía trên linh cốc, chúng xà xuống với tốc độ rất nhanh. Thậm chí khi gần tới nơi Lâm Nhất cũng không thể nhìn rõ, hắn thi triển thất huyền bộ tới cực điểm cũng phải cẩn thận. Không được có một chút bất cẩn, suốt chặng đường hắn đều căng thẳng, còn không dám thở mạnh. Ngửi được hương hoa là hắn lại thả lỏng. Điều khiến Lâm Nhất thấy tò mò là rốt cuộc loài hoa nào có thể tản ra hương thơm tới nơi xa như thế. Giữa muôn ngàn bông hoa có thể rực rỡ tỏa hương, lấn át những loài hoa khác. Đột nhiên Lâm Nhất khựng lại, hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất nguy hiểm. 42 cánh tử diên hoa ở đan điền lặng lẽ nở rộ, tử diên kiếm quyết lẳng lặng chuyển động trong cơ thể, hắn cảnh giác cao độ. Bầu không khí có gì đó không ổn, linh cốc nhìn như chỉ có hoa nhưng thực tế lại có rất nhiều yêu thú sinh sống. Không có chuyện yên bình như bây giờ. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ rồi bay lên không. Nhảy vài bước đã lên được một cây cổ thụ. Cây cổ thụ với tán lá tươi tốt, tràn ngập linh khí, tản ra ánh sáng yếu ớt. Ẩn mình dưới tán lá, Lâm Nhất nhìn về phía xa, tầm mắt tiếp tục phóng ra, ở cuối tầm mắt, cảnh tượng kỳ lạ khiến hắn sửng sốt. Cách đó 10 dặm có 3 con yêu thú khổng lồ. Một con mãng xà màu xanh lục to như cái thùng nước, dài hơn 30 trượng đang cuộn người như một ngọn núi nhỏ. Một con ma viên màu đen cao 20 trượng, cánh tay buông thõng xuống đầu gối, quanh thân được bao phủ ma vụ mờ nhạt. Một con cự hùng màu đỏ máu, toàn thân tản ra khí tức hung bạo, trên đỉnh đầu của nó có một ngọn lửa kỳ lạ. 3 con yêu thú, trên người mỗi con đều tản ra khí tức huyền võ tầng 6 đáng sợ khiến lòng người khiếp đảm. Trên người chúng đều có yêu sát phương giả, hiển nhiên không phải yêu thú bình thường. Yêu thú có thể ngưng luyện yêu sát phương giả đều là yêu thú cấp bá chủ, có thể gọi là vô địch trong những con cùng cấp. Nhưng đây không phải điều khiến Lâm Nhất ngạc nhiên nhất. Điều hắn ngạc nhiên là 3 con yêu thú chung sống hòa hợp, mục tiêu thống nhất, tất cả đều đang nhìn chằm chằm về cùng một hướng. Nhưng lại không dám hấp tấp tiến lên, như thể rất sợ hãi. Tình huống này có vẻ rất kỳ lạ. 3 con yêu thú đã ngưng luyện được yêu sát phương giả cùng nhau liên thủ mà còn sợ hãi như vậy. Rốt cuộc chúng đang sợ thứ gì? Chương 659 là vì đóa huyết tường vi kia sao? Lâm Nhất dồn hết chân nguyên vào hai mắt, phóng tầm nhìn đến cực hạn, cuối cũng thấy một cảnh khá rõ ràng. Đó là một con mãnh hổ lười biếng, có bộ lông mềm mại, nó đang nhắm mắt ngửi một đóa hoa tường vi rực rỡ như máu. Trông nó giống như con mèo chứ không phải khí tức mãnh hổ trên người, kết hợp hoàn hảo với trăm hoa xung quanh. Nó nhắm mắt ôn hòa an tĩnh, không hề thấy sự hung tợn và vương đạo của mãnh hổ. Nhưng 3 con yêu thú đã ngưng luyện yêu sát phương giả lại chỉ nhìn nó chằm, không dám xông lên. Huyết tường vi. Hai mắt Lâm Nhất sáng lên, ánh mắt rơi vào tường vi màu đỏ,
tường vi như vua của các loài hoa, phong thái kiêu ngạo của nó làm lu mờ những loài hoa khác. Mãnh hổ màu vàng đang nhắm mắt ngửi huyết tường vi chợt mở mắt. Vút! Khoảnh khắc nó mở mắt ra, yêu sát vương giả đáng sợ bùng lên từ người nó. Khí thế vương giả quét quanh tứ phía, phong vân biến sắc, Lâm Nhất cách đó hơn 10 dặm cũng sửng sốt. Đó là đôi mắt mãnh hổ màu xanh lục, đôi mắt sáng như đuốc, con người hình vuông lấp lánh có hồn, thần thái dồi dào tựa như bất cứ thứ gì trên đời đều không thể che giấu trước mắt nó. Mắt xanh, đồng tử vuông. Lâm Nhất hơi giật mình, cảm thấy con hổ này không còn là thú nữa mà giống yêu quái hơn. Đôi mắt này thật sự quá có linh tính, rõ ràng ba con yêu thú kia mạnh hơn nó rất nhiều, khí tức cũng cuồng bạo hơn nhưng trước đôi mắt của nó cũng tự thấy mình thấp hơn một bậc. Lâm Nhất còn chưa hoàn hồn thì ba con yêu thú không kiên nhẫn được nữa, lao về phía con hổ một cách hung tợn. Gầm! Thân hổ chấn động, khí tức bay lên. Mãnh hổ màu vàng lấy một địch ba, trận chiến gay cấn kịch liệt, những tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngớt. Mặt đất liên tục rung chuyển, cây cổ thụ Lâm Nhất đang ẩn náu cũng khẽ rung lên, lá rụng vô số. Mãng xà xanh lục, ma viên màu đen, cự hùng màu đỏ đều là yêu thú cấp bá chủ huyền võ tầng 6, mà mãnh hổ mới chỉ ở huyền võ tầng 5. Nhưng một đấu ba, nó cũng không hề rơi vào thế yếu. Cuộc chiến giữa yêu thú vô cùng nguy hiểm và khốc liệt, còn đẫm máu và tàn khốc hơn cuộc chiến giữa các võ giả. Máu tuôn ra ào ạt như mưa, quyện với những cánh hoa, rải đầy trong không trung. Trong nháy mắt giống như vô số pháo hoa nở rộ, nhiều màu sắc, hoa rơi theo máu. Dưới sự chấn động không ngừng nổ tung rồi lại lặp lại, giống như pháo hoa bắn rồi lại hết, hết rồi lại bắn. Cảnh này tuy đẹp nhưng dưới cái đẹp lại không thể che giấu được cuộc chiến đẫm máu và hung ác của bầy yêu thú. Là vì đóa huyết tường vi kia sao? Lâm Nhất bất ngờ phát hiện bốn con yêu thú hỗn chiến, dẫm nát vô số bông hoa. Chỉ có đóa huyết tường vi kia vẫn bình an vô sự, không ảnh hưởng gì. Nó giống như vị khán giả lặng lẽ, không nói một lời, theo dõi cuộc hỗn chiến oanh liệt giữa bốn con yêu thú, lạnh lùng xa cách. Khán giả còn có một người nữa. Lâm Nhất ẩn náu trên cây cổ thụ đang nhìn chằm chằm trận hỗn chiến, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Quá đặc sắc, trận chiến này khiến hắn thấy vô cùng kinh ngạc. Trận chiến một mất một còn giữa các loài yêu thú tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Chương 660 Huyền ảnh vô tung, Đại Nhật tại Thiên. Đây là sát chiêu nguyên thủy nhất, hiệu quả nhất, trải qua vô số năm tiến hóa, có một chiêu thức chiến đấu vẫn không ngừng được truyền thừa từ trong huyết mạch. Nguồn gốc của rất nhiều võ kỹ đều thông qua trận chiến giữa yêu thú mà lĩnh ngộ ra được. Lúc trước Lâm Nhất vẫn luôn cảm thấy Họa Long điểm tinh của bộ trần chưa đủ hoàn hảo, còn nhiều sai sót. Nhưng điểm quan trọng thật sự là gì thì hắn lại không cảm nhận được. Bây giờ xem trận chiến của mãnh hổ, hắn chợt hiểu ra, đột nhiên bừng tỉnh. Họa Long điểm tinh. Chiêu này nhìn như đang vẽ rồng nhưng trọng tâm thực sự lại là cú đấm điểm tinh. Cú đấm này nhất định phải chứa tinh hoa của khí thế mãnh hổ, trong một hơi thở là phải đánh ra luôn. Thì ra là vậy. Lâm Nhất thầm gật đầu, trong đầu đã mô phỏng lại khí thế của Họa Long điểm tinh. Rầm rầm. Ma viên màu đen và cự hùng màu đỏ với thân hình như ngọn núi chợt ngã xuống, phát ra tiếng động lớn. Sau khi ngã xuống, sinh khí bị tổn hại, chúng đã bị mãnh hổ đánh chết. Lúc này chỉ còn lại một hổ một rắn, áp lực của mãnh hổ đã giảm đi nhiều, nhưng trước khi chết, ma viên màu đen và cự hùng màu đỏ cũng đã để lại trên người nó vết thương đáng sợ không kém. Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa chắc mãnh hổ đã có thể cười được đến cuối cùng. Vụt! Đang đánh nhau, mãng xà xanh lục dần biến mất, khi nó sắp ngã xuống thì chợt vùng dậy, cắn một cái vào cổ mãnh hổ nhanh như chớp. Phụt! Máu phun ra từ cổ mãnh hổ, bắn ra tung tóe không ngừng. Không ổn! Lâm Nhất thầm nói trong lòng, nếu mãng xà xanh lục giết được mãnh hổ, chắc chắn huyết tường vi sẽ bị nó ăn mất. Ban đầu hắn định chờ hai bên đấu với nhau rồi cùng bị thương, lúc đó hắn sẽ ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ xem ra phải ra tay trước rồi.
Dám ra tay với yêu thú cấp bá chủ huyền võ tầng sau, chỉ một chút bất cẩn sẽ khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Hắn không nghĩ được nhiều nữa. Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Nhất lóe lên, hắn nhảy từ trên cây cổ thụ xuống. Hắn điên cuồng thi triển thất huyền bộ tới cực điểm, nhảy trên trăm hoa, dọc đường đi, gió thổi lên liên tục, cuốn theo những cánh hoa bay khắp bầu trời. Trong nháy mắt hắn đã đi được nghìn trượng. Động tính quá lớn, mãnh xà đang cắn mãnh hổ cũng dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Nhất. Huyền ảnh vô tung, đại nhật tại thiên. Nhưng không chờ mãng xà phản ứng lại, Lâm Nhất đã hét lên, hắn thi triển thất huyền bộ tới đỉnh phong. Bóng hắn đột nhiên mở đi, sau đó bay lên không trung, chân nguyên thiêu đốt, toàn thân hắn bùng lên quang mang chói mắt giống như kim ô hóa mặt trời, nhanh như điện chớp trên không trung. Phút chốc, khi chỉ còn cách mãng xà chưa tới 500 mét. Kiếm tới. Lâm Nhất hơi nheo mắt, người ở trên không trung, khẽ quát một tiếng. Hộp đựng kiếm sau lưng lặng lẽ mở ra cánh hoa tường vi xẹt qua, Lâm Nhất vươn tay, táng hoa kiếm nằm gọn trong tay hắn. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra kiếm ý vô tận, sắc bén vô song, trong mắt hắn không hề có sự do dự. Keng! Một luồng ánh sáng lóe lên, táng hoa kiếm như dòng nước mùa thu lướt qua trước mắt hắn, kiếm quang lóe lên chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, sắc bén nội liễm. Bốn phương tám hướng, mây răng chín tầng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.